Nguyên liệu ở trong tựa game này có 3 thứ chính, đó là mảnh gỗ nè, lá dừa và mảnh nhựa. Đây là 3 thứ mà các bạn có thể tìm kiếm được ở đầu game. Mình chế tạo một bộ chuông cất nước để có nước mà uống ở trên biển mà. Nhiều khi thì những mảnh rác bơi ở gần bè chúng ta có thể giơ tay và nhặt được luôn. Còn những thứ ở xa thì phải dùng móc rồi. Thỉnh thoảng sẽ có những cái rương xịn hơn. Những cái rương này chứa nhiều đồ hơn và cũng khá là hiếm. Con cá mập thì cứ liên tục cắn cái mảnh bè, mà cá mập ở trong này nếu như mà nó cắn thì chắc chắn là mảnh bè đó sẽ vỡ nếu như mà chúng ta không có cái gì đó để sửa. Họng con này nó bự thiệt đó chứ. Sau khi móc rác tới tối mịt thì nhân vật của tôi đã khát lè lưỡi ra rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi vẫn chưa biết cách nào để uống nước. Mò mò trong menu chế tạo thì tôi mới tìm thấy được một cái cốc để có thể đựng nước. Mà tôi nghĩ là với cái cốc này thì tôi mới có thể uống nước được hay sao á. Bây giờ thì phải múc nước biển và đổ vào trong đây, sau đó thêm ván gỗ để có thể chưng cất nước lên. Không biết là có đủ nước để uống hay không, có kịp hay không đây, thiên linh linh địa linh linh. Cũng hay là bộ chưng cất nước ở trong game này chưng cất cũng khá là nhanh. Bây giờ tôi chỉ việc lấy cái ca và múc nước uống, sau đó đổ đầy lại chưng cất tiếp lần thứ hai, mỗi lần được một ngụm. Nhưng mà một ngụm được 1/3 cây ống nước thì cũng khá là ngon. Cho tôi có chế tạo một cái cây giáo, với cây giáo bằng gỗ này thì tôi có thể chọc con cá mập và đuổi nó đi, nhưng mà lần này đuổi hơi chậm cho nên nó vẫn cắn mất một mảng bè. Tôi chế tạo thêm một cái cần câu, và mỗi khi sử dụng cần câu ở trong game này khỏi cần mồi luôn, các bạn vẫn có thể câu được cá đấy, thấy chưa, mồi làm quái. Giờ tôi mới biết ở câu cá trên biển cá đói tới mức khỏi mồi luôn em. Bây giờ đã có cá, tôi xây dựng thêm một cái bếp nướng. Với cái bếp nướng này tôi có thể nướng được cá lên và nó sẽ hồi phục nhiều điểm no hơn. Dĩ nhiên cá thì tôi vẫn có thể ăn sống, nhưng mà ăn sống thì hồi phục thấp hơn nhiều so với việc đem đi nướng lên. Mặc dù đang rất là đói nhưng mà tôi vẫn quyết định là nướng lên trước. Không sao, máu tôi còn nhiều mà. Đến sáng hôm sau thì tôi biết là cái củ khoai tây này cũng có thể nướng được. Trời ơi, vậy mà mấy hôm nay lượm được khoai tây toàn ăn sống thôi anh em ạ. À. Và dù có đói, có khát như thế nào đi chăng nữa thì vẫn có một thứ bất di bất dịch, đó là con cá mập khốn nạn này. Nó lại cắn cái bè của tôi. Nhưng không sao, lần này tôi đã có thể đuổi được nó đi. Vừa kịp lúc, trời ơi, cái bè còn đúng 5%. Tôi vẫn chưa biết cách để sửa lại cái bè này như thế nào cả. Ở đây thì tôi thấy có một mảnh búa và đây rồi, cuối cùng cũng đã tìm cách sửa lại được cái bè. Đỡ tốn biết bao nhiêu là tài nguyên không? Ê, cái rương ngon nha, nhặt luôn. Sau khi đầy đủ tài nguyên thì tôi chế tạo một cái buồm, chưa biết đặt ở đâu. Bởi vì hiện tại thì tôi còn phải suy nghĩ và quy hoạch cái bè của mình nữa. Sau này mở rộng ra thêm á thì phải quy hoạch lại đó. Đặt ở giữa luôn đi cho nó dễ sử dụng. Tôi có chế tạo trước đó một cái mái chèo, nhưng mà cái mái chèo thì sử dụng nó sẽ bị hư theo thời gian. Trong khi cái buồm này thì nó sẽ sử dụng vĩnh cửu. Nó có thể điều hướng được con bè của các bạn sang trái sang phải. Nhưng mà với một vấn đề, đó là cái buồm này sẽ không bao giờ đi ngược được hướng dòng hải lưu nha. Và nhờ vào cánh buồm tôi đã có thể cập bến vào hòn đảo đầu tiên. Và bởi vì chưa biết thứ nào hữu dụng cho nên tôi chặt tất cả mọi thứ mà tôi thấy ở trên đảo. Và tôi tìm thấy một cây dừa. Cây dừa này yêu cầu phải có rìu thì mới có thể khai thác được. Tôi đã thử lấy mấy cái bông hoa để ăn nhưng mà không ăn được cho nên tôi vứt đi cho nhẹ thùng đồ. Và trên đảo này cũng có những cây dưa hấu như thế này, và số lượng đồ của tôi đang càng ngày càng nhiều cho nên buộc phải chế tạo thêm hai cái rương nhỏ. Mỗi cái rương này chỉ có 8 ô thôi, cái rương thì to mà lượng đồ thì ít. Game tôi cũng học được công thức chế tạo thêm được một cái bàn nâng cấp. Với cái bàn này thì tôi có thể học và nghiên cứu được những công thức mới. Giờ chưa biết đặt đâu, đặt cần cái buồm đi, nhìn nó cũng khá là giống cái bàn học mà tôi học mà còn nhỏ. Hứ, đừng sơ rách nát. Mà thôi kệ, kiến thức mới là vô giá, không có kiến thức thì kiến ngủ. Và từ những cái mảnh rác mà mình nhặt được, tôi chế tạo được một chiếc đinh và học được những công thức mới. Nhưng mà rất là tiếc, những cái công thức này chỉ là mấy cái công thức tào lao trang trí thôi. Đồ thì đã quá nhiều cho nên mình phải chế thêm một cái rương nữa để đựng đồ. Ở đây thì tôi còn chế tạo được thêm một cái bộ trồng cây lớn. Nhưng mà ủa sao game lừa tình, sao bộ trồng cây lớn mà sao nó có 2 ô vậy? Và cây trong game này thì lớn với tốc độ bàn thờ. Khi mà chỉ sau một đêm thì nó đã lớn được bằng từng này. Kinh khủng chưa? Và khi nhặt rác thỉnh thoảng tôi còn mở được những cái hộp quà bất ngờ. Và nó cho tôi công thức chế tạo đồ trang trí. Thứ mà tôi tuyệt đối không cần lúc này. Thì tại tôi đang cần nhất là đồ ăn và thức uống mà. Cho mấy cái đồ trang trí là cũng quần què chứ biết nữa. Và con mập thì lúc nào cũng lựa lúc tôi đang đói khát hoặc đang bận chuyện gì đó thì nó lại cắn con bè. Tôi đang khai thác cây dừa ở trên một hòn đảo mới lớn hơn. Thì chợt tìm thấy được một nhân vật mới.
Đó là một con lợn lồi. Và đòn tấn công của nó thì cũng đơn giản, chỉ có đứng dậy và hút thôi. Né thì cũng dễ, nhưng mà tôi chưa biết làm cách nào để có thể tiếp cận và tiêu diệt nó khi mà nó cứ tông liên tục, cho nên tôi chọc vào đít nó thử xem thì úi rồi ôi. Và nhờ vào cái góc lắc thần thánh, bây giờ thì tôi với nó tỷ 2-1 rồi. Cũng may là sát thương của nó không có cao lắm, cho nên tôi có thể giết được nó và thu được một cái đầu heo. Tới thời điểm hiện tại thì tôi chưa biết miếng da này để làm gì, cho nên bỏ vào học thử. Nhưng mà không được, không có công thức nào đi theo miếng da của con heo này hết. Ngày hôm sau tôi tìm thấy một chiếc bè trôi nổi của ai đó và tôi chỉ mới lấy cái rương ở trên đó thôi. Sau đó thì nhảy qua và tìm kiếm. Tôi tìm thấy một cái giường. Tôi chưa kịp làm gì hết, con bè đã chìm xuống rồi. Định mệnh nó đến đang thó cái giường thôi mà. Tôi có làm gì đâu, đang tính thó cái giường thôi mà. Em cần cái giường để ngủ thôi mà. Trời đất ơi. Đang lúc cay tới cực điểm thì tôi tìm thấy công thức chế tạo những cái lưới như thế này. Những cái lưới này sẽ giữ lại những mảnh rác trôi ở trên biển khi mà nó trôi ngang qua cái bè. Với những người lười như tôi thì đây chắc chắn là thứ mà tôi sẽ rất là cần trong tương lai. Cho nên dùng tất cả tài nguyên và nguyên liệu tôi chế tạo một cái thùng trồng cây mới. À, đói quá rồi anh em ạ, bắt buộc phải trồng cây thôi. Không trồng là đói, đói chết. Và nhạc ở trong mấy cái rương thì tôi tìm thấy một cục nhựa rong biển. Với cục nhựa rong biển này tôi có thể chế tạo được mũi tên. Nhưng mà bây giờ thì tôi vẫn chưa biết cách để tìm cái nhựa rong biển này ở đâu cả. Và con mập khốn nạn thì nó lại quay trở lại cắn cái bè của tôi. Lần này tôi quyết sanh chính với nó luôn. Ơ, chưa kịp sanh với chính thì nó chết rồi anh em à. Chắc là mấy ngày nay nó bị tôi rỉ 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 mất máu nhiều quá này mà. Con mập cho tôi 4 miếng thịt và một cái đầu cá mập. Cũng ngon, đang thiếu thịt ăn. Sau khi vào một hòn đảo mới và tôi lại bị con cá mập cắn gần chết. Con này chắc đeo bám tôi chắc suốt cuộc đời rồi. Bây giờ tôi mới biết được là ở mỗi hòn đảo thì rác ở dưới đáy biển cũng rất là nhiều. Chúng ta có thể dùng móc sắt để khai thác ở dưới này luôn. Khá là ngon. Khỏi phải đồ trên trôi trôi. Giờ đồ trôi đồ chìm. Của nổi của chìm gì là của anh hết nhé. Và bây giờ tôi đã biết cách để có thể săn cá mập mà không mất máu. Đó là khi con cá mập trước khi nó cắn các bạn thì chỉ việc lấy giáo và chĩa thẳng vào mồm nó. Chắc là bị mắc kẹt cái giáo trong miệng hay sao á mà nó cắn chúng ta sẽ không mất máu. Đó, giờ thì con mập đã trở thành thức ăn chứ không còn là con mồi của nó nữa rồi. Giờ thì tôi có thể yên tâm công tác với khai thác móc bọc của mình mà không cần phải lo có con gì đó bơi lảng vảng xung quanh và tấn công sau lưng tôi nữa. Mò mò ở quanh đảo thì tôi còn tìm ra được có cả cát và đất sét là hai nguyên liệu mới mà tôi chưa biết dùng để làm gì. Đang khai thác ngon lành thì mới được một chút, con cá mập lại quay trở lại và buộc lòng tôi phải bơi lên bờ. Mày cắn tao hả? Và bè thì rộng ra trông thấy. Bây giờ tôi xây mấy bức tường để có thể chắn gió và treo một vài thứ lên. Đầu tiên sẽ là cái tấm lịch này để có thể biết được số ngày sống sót. Bây giờ cái trong game này nó không có ngủ anh em mà, cho nên cũng chả biết là sống sót được bao nhiêu ngày đâu. Sau khi mang cát và đất sét đi giám định thì tôi đã có thể học được công thức chế tạo gạch. Và từ công thức chế tạo gạch này, lấy viên gạch bỏ vào học thì lại chế tạo được thêm công thức chế tạo lò nung. Với lò nung này thì bây giờ tôi đã có thể bỏ những cái quặng mà tôi không biết tác dụng là gì vào trong đây và nấu lên. Khi mà quặng chín rồi thì lấy ra thôi. Lại lấy những cái quặng này tiếp tục đi nghiên cứu để có thể học được những công thức mới. Và cái tường cao thì nó chắn tầm nhìn quá, cho nên tôi đập đi và xây lại thành những cái tường thấp hơn như thế này để đỡ chắn tầm nhìn, có thể nhìn được xa hơn. Và tới bây giờ thì tôi mới biết là cái đầu heo cũng có thể đeo vào được, nhìn cũng khá là chiến đó chứ, cho nên tôi đeo luôn. Nhờ vào công thức từ những cái quặng trước đó mà tôi chế tạo được một cái giáo bằng sắt xịn hơn, và ở đây tôi đã có thể săn heo với phong cách đặc công Việt Nam từ ở dưới nước chọt ngược trở lên. Quân địch cực kỳ bất ngờ và không làm gì được, nó chỉ có thể tấn công tôi đến bờ nước dừng lại đó và bị tôi chọt chết. Lần này tôi có thể săn heo mà không hề mất dù chỉ là một chút xíu máu. Ngon lành cành đào. Trên hòn đảo này tôi tìm thấy một căn nhà phát sáng giữa đêm tối cực kỳ là đẹp, nhưng mà không thấy ai trực hết, không biết có phải nhà ma không nữa. Nhưng mà nó bán những thứ rất là quý giá. Đó là toàn bộ nguyên liệu ở trên biển cần có và cả những công thức chế tạo và công thức nấu ăn nữa. Nhưng mà nó bán bằng cái gì ấy? Hình như là bằng cục rác. Nhưng mà cái cục này kiếm ở đâu thì bây giờ tôi chưa có biết. Còn cả cần coin nữa. Mà bây giờ coin thì tôi cũng không biết làm gì luôn. Ở đây thì tôi có thể bán những sản vật ở biển để đổi lấy đồng coin. Nhưng mà vấn đề là mấy cái sản vật này tôi cũng chưa câu được bao giờ đây mà. Rất là lạ. Hôm nay mở được một cái công thức chế tạo đồ ăn.
nhưng mà tôi chưa biết nấu như thế nào. Dán bà nó lên trên cái tường để làm dấu cho đẹp thôi. Ở đây tôi còn có thể nấu được cả cát nữa nè. Không biết nấu cát thì ra cái gì sao? Chắc là nấu cát thì sẽ ra thủy tinh đúng không? Và nhờ vào mấy miếng thủy tinh đó mà tôi đã học được công thức để chế tạo làm một cái bộ lọc nước xịn hơn bộ lọc nước cũ nhiều. Bộ lọc nước này tạm thời quá là to, nó to gấp đôi cái bộ lọc nước cũ luôn, cho nên là tôi cũng chưa biết đặt ở đâu hết. Với thủy tinh thì tôi còn có thể chế tạo được một cái cốc bằng thủy tinh, nhưng mà chả hiểu sao cái cốc bằng thủy tinh này lại không mút được nước. Trời ơi, chị, tôi còn chế tạo được một cái bếp nướng xịn hơn bằng những cái quặng sắt mà tôi có, nhưng mà tạm thời thì tôi phải dời nó qua một bên, làm hai cái máy chân cất nước luôn. Với hai cái bồn chân cất nước này thì mới có đủ nước để uống chứ. Nhờ vào công thức tiếp theo mà tôi nhặt được ở trên biển thì tôi đã có thể chế tạo được một cái rương chứa đồ lớn. Cái chân chứa đồ này còn có thể treo lên trên tường nữa nè, ngon chưa? Cho nên là tôi làm hẳn 4 cái cho nó máu treo ở hai bên, và ở đây thì tôi đặt ở cạnh cái bàn nghiên cứu thì có thể chứa được nhiều đồ hơn nữa. Ôi giời. Hôm nay tôi còn nhặt được một cái bản vẽ ở trên biển, nhưng mà sau khi bỏ vào trong bàn chế tạo thì lại không học được công thức gì cả. Tôi vẫn chưa biết cách để có thể học được công thức từ cái bản vẽ này. Và giờ đây tôi còn biết cách để có thể gia cố cái sàn bè bằng những miếng sắt. Với những miếng sắt này thì con cá mập khốn nạn nó sẽ không bao giờ cắn được cái bè của tôi nữa. Vấn đề là sắt trong game này thì hiếm bờ cờ lờ ra. Giờ thì bè rộng thênh thang rồi, cho nên tôi sẽ phải xây dựng lại một chút xíu, xây thêm hai cái cửa sổ ở hai bên để treo mấy cái rương này lên, treo càng nhiều càng tốt. Dự định là chỗ này sẽ trở thành nhà kho ở trong tương lai, định xây mấy cái tường bích bụng như thế này. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại rồi, xây bằng cửa sổ đi để nhìn biển đi cho nó dễ, chứ xây tường bích bồn nhìn kiểu tù túng giống nhà tù hơn. Và để mở rộng con bè thì tôi xây những phần xéo như thế này để hướng ra phía ngoài, sau đó leo lên trên nóc và lát sàn gỗ lên trên. Hôm nay lãnh đạo đang tung tăng đi hái dừa thì tự nhiên thấy mất máu, mà tôi cũng chả biết cái nguyên nhân vì sao cả. Một hồi nhìn tới nhìn lui, ngó tới ngó lui thì tôi mới chợt nhận ra đây là thủ phạm. Cái con chim chết tiệt này nó đang giác đá và nó ném vô trong đầu của tôi. Tạm thời tôi vẫn chưa tìm cách nào để có thể hạ được con chim đó, bắn cung thì bắn không có trúng. Cho nên là lưu lạc một hồi thì tôi lại tìm thấy một cái hang động ngầm ở trên cái hòn đảo này. Trên hòn đảo này, ở trong cái hang động thì nó sẽ có những cái đống đất như thế này. Và muốn thu thập thì trước tiên chúng ta phải chế tạo một cái xẻng đã. Nhờ cái xẻng này thì chúng ta mới thu thập được đất nha. Còn có cả những cái nấm hang động này nữa, đem dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Sau khi thu thập đầy đủ cát đất ở trong cái hang động thì tôi leo lên tích trên đỉnh để có thể bắn cái con chim chết tiệt này. Mày. Và kết quả chỉ có một. Sẵn quay trở lại bè thì tôi chế tạo thêm một cái lò sưởi đặt ở phần mũi tàu cho nó sáng. Sau đó thì dời mấy cái lò luyện đơn này ra phía trước. Sau đó tôi xây một cái cầu thang bằng gỗ lim để thông lên phía trên phần sàn tàu. Nhưng mà cái vấn đề là ở chỗ này nó lại lủng một lỗ mà không biết làm sao để có thể giá lại được cả. Mò mò một hồi thì tôi mới biết là chúng ta phải đóng một cái thanh chắn ngang như thế này thì mới giá được cái lỗ này. Trời, cái bè đã tương đối là hoàn thiện với cơ cấu ban đầu. Bây giờ tôi đang lay quay để có thể đặt được cái máy sơn này. Đây là một trong những cái máy mà nó sẽ sử dụng mấy cái hoa màu vàng, đỏ, đen, trắng đó. Bốn màu mà chúng ta thu thập ở lúc đầu ở trong game mà không ăn được á, thì bây giờ chúng ta sẽ đem bỏ vào trong cái này. Nhưng mà nó sẽ cần một cái lỗ ở trên cái sàn tàu của tôi. Vấn đề là bây giờ làm cái lỗ trên cái sàn tàu thì cái tàu nó lại xấu đi, không biết làm sao hết. Thiệt là hoang mang quá, không lẽ giờ đục cái sàn tàu ra để lắp cái này đi thì không biết lắp chỗ nào cả. Cuối cùng tôi cũng tìm được một chỗ ưng ý, đó là ngay cái cửa nhà bếp, đặt ngay chỗ này đó thì chúng ta vừa có thể lấy nước và vừa có thể chế tạo sơn ở ngay chỗ này luôn. Sau đó tôi lấy 5 bông hoa màu xanh da trời và bỏ vào trong xem cái máy này nó hoạt động như thế nào. Hoạt động cũng khá là đơn giản, mỗi lần thì bỏ tối đa được có 5 bông hoa thôi, không có nhiều hơn. Và như mỗi bông hoa thì để tương đương với một lọ sơn. Như vậy thì cái máy này, một máy nó chỉ chạy được đúng 5 lọ thôi các bạn, không hơn nha. Ok, bây giờ có sơn rồi thì phải cần một cái cọ. Cái cọ này được chế tạo ở trong phần crafting, ngay cái chỗ trang trí á. Các bạn sau này mà muốn sơn thì các bạn để ý phần này nha. Nó nằm trong phần trang trí mới có thôi. Cái cọ này thì sẽ tốn 3 lông chim, 4 ván gỗ và 2 sợi dây. Lông chim thì các bạn có thể sang Hải Âu. Đó. Bây giờ mình sẽ thử sơn coi cái màu xanh này. Thấy bông hoa thì đẹp, không biết lên màu tường thì nó là sao. Và mình còn biết cách phối màu khi mà chúng ta nhấp liệt nút chuột phải thì sẽ vào cái menu phối màu này. Nó sẽ phối từ 5 cái màu cơ bản.
Đó là màu đỏ, màu vàng, màu xanh nước biển, màu trắng và màu đen. Như vậy thì thật sự mà nói thì trong game này cũng rất là đầy đủ màu sắc các bạn. Thôi 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 thôi, nói nhiều, lên màu thử coi sao nè. Sơn, what the, sơn cái này luôn coi, cái tủ này luôn. Trời ơi, sao mà mình thấy cái màu xanh này, mình thật sự mà nói thì mình thấy nó xấu vãi cả chưởng ra. Xấu quá xấu quá. Và đây là thành quả sau khi mình thử nghiệm, mình thật sự là muốn đem đốt cái bè này luôn chứ nhìn trời ơi cái màu gì mà nó xấu kinh khủng. Mình định là sơn với cái trang trí nội thất này cho nó giống với cái màu của nước biển, nhìn cho nó hòa nhập với cái khung cảnh xung quanh, nhưng mà thật sự thì lên màu xấu lắm các bạn. Cái màu này xấu cực kỳ luôn. Và đang bực về cái việc là trang trí xấu thì ở đây hôm nay tôi sẽ đem trả thù cái con chim khốn nạn này bằng tất cả lòng căm thù và sự uất hận. Có bao nhiêu mũi tên tôi cắm hết một người nó luôn. Nó cho tôi rất là nhiều lông chim và có mỗi bốn cái đùi. Chả hiểu sao một con chim mà có bốn cái đùi và cái đầu của nó. Bằng tất cả sự kính trọng đối với một con khốn nạn như vậy thì tôi sẽ treo nó ở ngay trước đầu bè. Ha ha ha. Và sau đó đặt cho nó một cái tên thân yêu. Sau khi đấu giá xong ở trong chat thì được donate 5.000. Cuối cùng thì mình cũng lấy được cái tên đó là Linh. Ở chỗ này đặt bị lỗi phông chữ các bạn nha. Đây, thiên linh linh, địa linh linh. Hôm nay bè của tôi cập bến một hòn đảo rất là kỳ lạ. Ở trên đó có một chiếc du thuyền ăn chơi sa đọa rất là lớn. Nhưng mà không hiểu sao nó lại kẹt vào được ở trong cái dịnh này. Cái hòn đảo này ở xung quanh toàn là đá thôi mà không biết sao mà thằng lái tàu hay nào mà hay tới mức mà có thể đánh cái du thuyền chui vô trong cái lỗ này được. Đúng là tài năng mà. Tôi tìm thấy một cái cửa vào khá là hẹp. Và ở trong này thì cũng tối thui, tối và âm thanh rất là đáng sợ. Cho nên tôi quyết định quay xe trở lại bè và chế tạo một cái đèn pin siêu sáng. Bây giờ thì tối nữa hả? Game. Và căn phòng này có vẻ là phòng máy của tàu, thiết bị vẫn còn rất là mới. Mỗi tội không có điện. Ở đây thì rác bừa bãi ở khắp nơi. Tôi tìm thấy được một tờ giấy nhớ, tiếp theo đó là một cái xà beng. Tôi tìm thấy một cái cầu dao và gạt nó xuống, sau đó đến cánh cửa bị khóa và dùng xà beng để mở nó ra. Tôi muốn nhặt lại cái xà beng nhưng mà ghe nó không cho nên thôi lỡ rồi bỏ luôn vậy. Tôi mở cánh cửa đầu tiên có thể mở được. Đây có vẻ như là phòng nghỉ của thủy thủ. Và tìm thấy một con quái vật chuột. Chuột thì khá là to nhưng mà yếu xìu, nhìn bự vậy mà cho đúng miếng thịt. Một cái tủ với cái khóa y chang như là mấy cái ổ khóa bán 50k ngoài chợ ở Việt Nam vậy. Căn phòng kế tiếp thì lại tiếp tục bị khóa, không có mở được, cho nên tôi đi tiếp xuống hành lang phía cuối luôn. Phòng tiếp theo mà tôi tìm thấy hình như là một cái phòng tắm, và ở trong này thì có rất là nhiều rác ngổn ngang, nhưng mà mấy cái này thì hiện tại tôi không có cần, tôi chỉ cần mấy cái rác sắt này thôi. Và tìm được một cái chìa khóa đỏ. Căn phòng kế tiếp là một cái phòng bếp, một nhà bếp nấu ăn rất là rộng rãi. Và ở đây tôi tìm thấy được một cái bình ga và một tờ giấy nhớ. Nhờ vào cái chìa khóa đỏ mới nhặt được mà tôi mở được cánh cửa cuối cùng của cái hành lang này. Đây hình như là phòng hợp mặt hay là phòng sửa chữa gì đó. Ở đây có rất là nhiều rác kim loại được bày ở trên những cái kệ như thế này. Rác lộ thiên luôn em. Tha hồ nhặt luôn. Tôi tìm thấy một cái yêu cầu gồm có 5 món mà hiện tại bây giờ tôi vẫn chưa có. Còn đây thì yêu cầu 3 món nè. Tôi tìm thấy một cái kìm cắt sắt và một cái nót tiếp theo. Ngay trên cái tủ đối diện thì tôi tìm thấy được một bộ phận máy. Vẫn chưa biết để làm gì. Nhưng mà thôi, chắc là để ráp vô 5 cái kia chứ. Và vì đây là căn phòng cuối cùng cho nên tôi chạy u ra phía hành lang phía bên ngoài. Dùng cái kìm cắt sắt và cắt đi cái ổ khóa. Ở trong tủ này tôi nhặt được một cái chìa khóa màu xanh. Nhờ vào cái chìa khóa màu xanh này mà tôi có thể mở được cánh cửa để đi lên tầng tiếp theo. Và tầng này có lẽ là khu dịch vụ khi mà có rất là nhiều bàn pizza và bàn ghế rất là xịn. Chắc là dân ăn chơi lên đây chơi rồi. Tôi mở cửa phòng và tới một cái quầy rượu. Ở trên quầy rượu này có một tờ giấy nốt và mấy viên đạn. Ở trên sân khấu thì tôi tìm thấy một cái bộ phận máy tiếp theo. Vậy là được hai cái. Sau đó tôi chạy thẳng ra cửa. Và ở dưới hồ bơi này lại tìm thấy một bộ phận máy thứ ba. Tôi lên cầu trượt và nhún nhảy thử xem là cái cầu trượt này có nhún không. Thì cái cầu trượt này cứng như đá vậy. Không biết thằng nào đem thiết kế cầu trượt đó nữa. Sau đó tôi lên căn phòng số 4. Mở cửa ra và được tiếp đón ngay bằng con chuột tinh khổng lồ. Nhưng mà thì cũng chúng 4 mũi thôi là nó chết. Tìm thấy một cái toilet nhưng mà ở trong này thì nó không có gì cả. Tôi tìm thấy một cái két sắt. Nó yêu cầu mật mã để có thể mở khóa. Sau đó tôi nhặt được một cái cạc nằm ở trên sàn tàu ở phía trên và cũng không biết là nhặt nhạnh ở đâu mà tìm được cái nót để có thể mở được cái két sắt. Đang lúc mở cửa thì
cái con chuột này nó lại tấn công tôi từ phía sau. Ở trong này tôi tìm thấy được một sợi dây điện, nghĩ sao mà ở nguyên cái xác vừa chà bá vậy, bỏ đúng cái sợi dây điện rồi. Cái thằng chủ của cái cát này chắc là thần kinh có vấn đề. Tôi tiếp tục chạy thẳng ra phía trước sàn tàu và tìm thấy được một bộ phận máy nằm tuốt ở đâu dưới đáy biển á. Tôi cũng chả hiểu thằng nào đem vứt bộ phận máy đem qua đây nữa, thằng nào chơi kỳ cục vậy, mất dạy. Nhờ vào cái kẹt chúng ta đã nhặt trước đó mà tôi mở được cái phòng cuối cùng của thuyền trưởng. Ở đây chỉ có một con quái vật, một tờ giấy nhớ cùng với một cái bật lửa. Và bây giờ chúng ta đã đầy đủ bộ phận, quay trở lại và chế tạo được một quả bom. Tôi không biết cái bom này để dùng để làm cái gì nữa. Nhưng mà tôi chợt nhớ là ở trên cùng của tàu, nơi mà chúng ta đã từng đi qua trước đó, thì có một cánh cửa mà tôi không mở được, cho nên tôi sẽ quay trở lại đó. Và đúng chính xác, ngay chỗ này tôi đã có thể đặt quả bom xuống. Tôi sợ nó nổ cho nên chạy ra phía xa. Nó nổ tung cái cánh cửa ra. Và ở trong này có rất là nhiều đồ. Tôi tìm thấy một bản thiết kế điều khiển động cơ, một cái bản thiết kế về động cơ và một cái tọa độ đến hòn đảo tiếp theo. Nhờ bản thiết kế động cơ mà bây giờ từ một cái bè nó cũng đã trở thành cái thuyền rồi. Tôi phải đập vỡ mấy cái bức tường gỗ mà tôi đã xây trước đây để có thể đặt phần động cơ hơi nước mà tôi vừa mới chế tạo được từ công thức học được ở trên đó. Bởi vì bây giờ đã có thiết kế bánh lái cho nên bắt buộc tôi phải chỉnh sửa lại phòng chỉ huy. Bây giờ thì cái máy canh tọa độ này buộc phải gỡ ra để nhường chỗ cho cái bánh lái. Bánh lái thì phải nằm giữa tàu chứ. Còn cái màn hình radar thì tôi đặt xéo theo cái sàn tàu. Như vậy là nhìn gọn gàng và sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Sau đó tôi xuống sàn tàu, cho củi vào phần máy và khởi động lên, chạy phanh phạch ngay. Và tọa độ tiếp theo mà tôi đến là một hòn đảo mùa hè. Ở trên này cây cỏ thì héo úa, vàng hết rồi. Nhưng mà khung cảnh thì rất là đẹp, với bãi biển, bờ cát dài, những cái cây phong lá đỏ và những đàn ong bay xung quanh. Tôi còn tìm thấy được những cái tổ ong, và những cái tổ ong này có thể thu thập được. Ở trên đảo này cũng có gấu nữa. Nhưng mà cách tấn công của con gấu này thì khá là dễ đoán. Chỉ cần bị nó đánh một hai lần là biết thôi. Nó chỉ đứng lại nó cào thôi. Và tôi dùng cung tiễn nó đi luôn. Và ở trong menu crafting thì tôi tìm thấy công thức chế tạo một cái vợt bắt côn trùng. Sau đó bắt đàn ong và bỏ vào trong hũ. Mang về nhà và chế tạo được một cái tổ ong. Điều quan trọng là các bạn phải trồng mấy bông hoa ở xung quanh thì ong nó hoạt động nha. Tôi tìm thấy một cái tháp tín hiệu nằm ở rất gần con bè nơi mà tôi đổ. Ở chỗ này tôi không thấy cái gì cả, chỉ nhìn thấy một cái cầu treo và một cái gì đó sáng sáng. Lấy cung bắn thử thì ôi giời ơi, cũng may là hồi sáng này tôi có tế bái con linh ở ngay đầu thuyền đầy đủ cho nên là nó phù hộ đây mà. Sau đó tôi leo lên thẳng đỉnh tháp và tìm thấy một cái tờ giấy nhớ nằm ở ngay cổng, một bản thiết kế ống dẫn nhiên liệu và một cái bản đồ thì phải. Tôi dập cầu dao và tìm thấy một cái búa ở ngay cái bàn làm việc mà lúc đầu tôi không để ý thấy. Trời ơi, mắt bị mù hay sao? Ở trên có con mèo chiêu tài nữa chị. Và màn hình thông báo là tôi chỉ mới mở được một tòa tháp và tôi phải mở luôn cả hai tòa còn lại. Và tòa tháp thứ hai là một nơi chứa đầy hóa chất độc hại, màu vàng và bốc khói nghi ngút rất là kinh khủng. Ở giữa thì có mấy cái thùng như thế này. Và tôi đoán là chúng ta phải nhảy lên trên cái thùng đó. Với kỹ năng bắt cua siêu kinh điển của tôi thì nhảy 10 lần hết 9 lần chân chạm với mặt nước rồi. Cho nên là cái gì tới thì cũng phải tới. Đến lần thứ hai tôi rút kinh nghiệm và gần như là tôi chạy bộ qua luôn chứ không còn nhảy nhiều nữa. Nhảy những chỗ nào cần nhảy thôi. Còn không là gần như là tôi chạy bộ dưới mặt nước luôn. Lăn ba di bộ luôn. Qua luôn chỗ này. Vậy mà qua được mới hay chứ. Trên tòa tháp này thì tôi cũng tìm thấy một cái cầu dao tương tự như cái tòa tháp trước. Nhưng mà định mệnh game này mỗi cái tòa tháp cầu dao nào khác nhau. Cầu dao chỗ này thì đặt ngay cửa cho nên làm tôi kiếm ở trong muốn chết luôn không ra. Kế bên đó thì tôi thấy một cái nhà giữa rừng. Không biết là nhà của ai. Ở đây này có một hàng chữ. Nếu như bạn còn sống thì tôi chưa kịp đọc nữa thì thôi kệ bạn đi. Anh em là biết tiếng Anh thì dịch đi nha. Ở trước cửa có còn một con mannequin yêu cầu một cái bóng đèn. Ở trong tôi nhặt được một cái bản thiết kế làm thùng làm nhiên liệu sinh học, chắc là liên quan tới mấy con ong ở trên này đấy mà. Thôi kệ, cứ nhặt trước về nhà nghiên cứu sau. Trong này còn có một cái bản thiết bị nơi mà tôi có thể treo vào một cây cưa lúc tôi nhặt được ở giữa rừng khi đi qua hòn đảo, và treo được cả cây búa mà chúng ta nhặt được ở trên tòa tháp trước đó nữa. Sau đó tôi đi xuống tòa tháp, đến giữa hòn đảo thì tôi nhìn thấy một con gấu khổng lồ. Nó rất là to, nó to hơn cái tảng đá luôn mà, rất là to. Cho nên sợ quá, tôi đi nép mình bên phía bên phải và tìm thấy một con gấu nhỏ hơn. Với con này thì tôi có thể săn được một cách dễ dàng. Giờ thì mấy con gấu nhỏ này cũng chỉ là thức ăn thôi. Kế bên chỗ con gấu lớn thì có một cái thùng và nó
yêu cầu tôi phải bỏ vào đó 5 quả dâu dại. Con gấu này thấy tôi thì nó cũng không tấn công, nhưng mà tạm thời tôi chưa biết dâu dại ở đâu, chắc là chỉ ở xung quanh đảo này thôi. Bây giờ chúng ta đi tìm dâu. Sau khi thu thập đủ 5 quả dâu dại thì tôi bỏ nó vào trong thùng để lừa con gấu đi ra khỏi vị trí của nó. Và ở phía sau lưng của con gấu này là một cái hang động rất là to. Tôi cũng không biết ở trong này có cái gì, nhưng mà tạm thời thì chỉ mới thấy đất thôi. Ở trong này tôi tìm thấy được một bản thiết kế chế tạo dao phay và một cái rương ở trong đó chứa nguyên một cây dao phay mới toon luôn. Nói chung là nguyên si 100%, khỏi phải chế. Sau đó lục 3 ngày 3 đêm thì tôi đã tìm thấy được một cái hang. Trên này thì có rất là nhiều dây leo, và ở chỗ này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta cần dao để có thể phạt dây leo và đi tiếp. Và đây chính là tòa tháp cuối cùng, nơi mà chúng ta tìm thấy những vật phẩm còn lại. Mình tìm thấy một cái cờ lê và một cái ông nào đó đang nằm ở trên cái tấm nệm. Mình thấy ông này như NPC hay sao á, mình bắn thử mấy cái nhưng mà không xi nhê gì cả. Để chỏm tóc đúng giống y chang như mấy giáo sư của Việt Nam luôn. Đầu thì hói, chẻ tóc, kéo qua để lắp lại cái này đúng thực tế luôn. Ở trên bàn làm việc của ổng thì mình tìm thấy được một cái bản thiết kế thùng chứa nguyên liệu sinh học. Rồi mình dập cái cầu dao cuối cùng. Màn hình máy tính hiển thị cho mình tọa độ của hòn đảo tiếp theo. Nhờ vào cái cờ lê mới nhặt ở cái tháp đó mà mình đã có thể hoàn thành cái bản. Và ở phía sau này thì mình nhặt được một cái nốt. Biết chị khỏi quay trở lại đây cho rồi. Chả biết làm gì. Ba cái nốt này mình chả biết làm gì đó. Mình đã thật. Thề luôn. Giờ thì quay về bè để mình có thể khoe số ngày sống cho các bạn xem. Đã 119 ngày trôi qua và đây là cái con cá mập đầu tiên đã ăn thịt mình, cho nên mình đặt tên cho nó là Khốn Nạn. Còn nhân vật tên Linh này thì các bạn cũng quá quen thuộc rồi đúng không? Đó là con đại bàng mà đã ném chết mình ở hòn đảo lần trước. Hôm nay mình tế bái Linh bằng một cái đầu cá nóc chưng cách thủy. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, ăn ngon Linh nhé. Sau đó mình mở bảng công thức và học công thức chế tạo dao, cũng như thùng chứa nguyên liệu sinh học mới học được ở trên hòn đảo này. Và chúng ta sẽ dông bè để đi đến hòn đảo tiếp theo. Vì thùng chứa nguyên liệu sinh học này liên quan tới mật ong, cho nên là tôi sẽ đặt nó ở gần cái tổ ong này, quay ra phía ngoài để sau này nối đường ống cho nó dễ nè. Máy chế nguyên liệu sinh học thì sẽ được đặt ở tại vị trí này. Hòn đảo tiếp theo nơi chúng ta tới được là một hòn đảo mà trông khá là giống những cái khu ổ chuột hay là xóm nghèo ở Ấn Độ trong bộ phim Triệu Phú Khu Ổ Chuột đó. Và mình tìm thấy một cái hàng chữ là Bandar Kafila, không biết đọc đúng không nữa, các bạn tự đọc nha. Đây nè. Và cứ mỗi khi tới hòn đảo mới mà lại vào ban đêm nữa, cho nên mình quyết định là tế bái con Linh. Lần này mình sẽ tế bái con Linh bằng một cái cây đèn dầu cho nó đậm phong chất Á Đông. Linh ơi, phù hộ tao làm vụ cho nhanh nha Linh nha. Và nhờ con Linh phù hộ thì ngay dưới cái bến tàu mình nhặt được một cái vật phẩm nhiệm vụ đầu tiên, đó là một sợi dây điện. Con Linh đúng Linh luôn. Mình tìm thấy một vị trí rất là cao để có thể nhìn ngắm được con bè của mình từ phía xa ở ban ngày, nhìn nó giống cái hình ngũ giác. Nhưng mà không sao, dù sao thì chơi có mình mà, làm vậy là cũng tốt rồi. Ở đây thì mình còn tìm thấy một cái nốt và một cái vật phẩm mà mình nghĩ là để làm cái nhiệm vụ tiếp theo, đó là cái bơm nước bằng cơm này. Cứ mỗi lần mình bơm nước thì nó sẽ được phục ra đây, nhưng mà cái đường ống dây thì nó đã bị đứt rồi, cho nên là nhiệm vụ của mình đó là phải xoay những cái đầu ống này sao cho đường nước để có thể thông suốt và dẫn xuống tới phía dưới. Ở cuối đường ống là một cái giếng và ở dưới đó có một cái vật phẩm nhiệm vụ. Tạm thời mình chưa biết là cái gì, nhưng mà chắc là chúng ta chỉ cần bơm đầy nước thì nó sẽ nổi lên để mình có thể lấy cái vật phẩm nhiệm vụ đó. Và làm thì cũng không có yên khi mà con Linh báo phiên bản 2.0 màu trắng cái liên tục nhặt đá ném vào đầu. Và sau khi mà bơm đầy cái giếng nước này thì cuối cùng mình cũng đã có thể tiếp cận được cái vật phẩm nhiệm vụ tiếp theo. Và nó có vẻ như là một bộ phận của một cái rồng rọc mà tạm thời mình cũng chưa biết là lắp vào đâu hay là làm sao để lắp. Nhưng mà kệ, có thì cứ nhặt trước tính sau. Sau đó mình giết con Linh báo phiên bản 2.0 và nhặt được một cái đầu của nó. Đội vô thì nhìn thấy cũng khá là xinh, nhưng mà mỗi tội là khi chỉnh lại góc nhìn thứ nhất thì nó vướng quá, cho nên thôi bỏ ra cho nó làm, nhìn cũng ngầu đét đó chứ. Mình tìm thấy một căn nhà được gia cố rất là cẩn thận và gần như là cao nhất của hòn đảo này. Cửa vào các kiểu đã được đóng kín bằng những tấm ván gỗ. Ở phía trong thì như có vật phẩm gì đó mà mình đang rất thèm thuồng để có thể đi vào. Mò mò một lúc thì bỗng nhiên mình phát hiện ra là ở bên hông không có cái gì che hết. Trời đất quỷ thần ơi, vậy mà cái cửa này đóng lại vậy chứ không biết nữa, thiệt đúng là khốn nạn mà. Và cái bộ dụng cụ này yêu cầu mình phải có đầy đủ 3 bộ phận.
của rồng rọc thì mới có thể chế tạo được một cái rồng rọc mới. Như vậy là chúng ta đã biết nhiệm vụ cụ thể của mình và vị trí để trả nhiệm vụ. Bây giờ thì đi kiếm mấy bộ phận rồng rọc thôi nè. Giờ có một cái rồi, còn hai cái nữa không biết ở đâu. Loanh quanh ở trên đỉnh không thấy cái gì thì ở dưới này mình tìm thấy một chiếc xe đạp. Nó giống như là một cái máy bơm oxy vậy, và một cái tờ giấy nhớ ở chỗ này cùng với một cái đường ống dẫn xuống dưới đáy biển, và đây chính là thứ khả nghi nhất mà mình tìm thấy được trên hòn đảo này tính tới thời hiện tại. Vậy là mình quyết định trầm mình xuống bơi luôn. Ngại gì trời ơi, ở chỗ này mà tôi sợ bố con nào. Và ở dưới đó có con cá nóc, nó cứ liên tục áp sát lấy mình, và tôi dám chắc là cái con này mà để nó áp sát thì chắc cũng không có bữa cơm nào ngon lành đâu, cho nên tôi lấy cung và tiễn nó đi luôn trước chắc cú. Sau khi nó ngửa bụng thì tôi nhặt được một cái bột thuốc nổ và một cái đầu cá nóc, hình như là cái đầu cá nóc này có ở trong một cái công thức nấu ăn thì phải. Và trời thì tối rồi, làm nhiệm vụ buổi tối thì nó cũng khá là khó nhìn, cho nên tôi quay trở lại căn phòng ngủ yêu dấu. Ở đây có hai cái ghế nè, các bạn thấy không, đây là cái ghế để dành cho anh trai mưa nè, đó nghèo nghèo ngồi ghế đó thôi, còn đây là ghế của Sugar Brother đó, kiểu vậy đó, ăn đường sau đó đóng cửa lại đó. Cái ghế này thì để dành cho Sugar Daddy ngồi đây đó. Ok, nhà nghèo không có gì hết. Ở trên bàn thì mình bật một cái bàn vẽ lung tung và một cái giường màu hường đúng chất cùng với một cái mái hiên lỗ một lỗ để có thể nhìn ra phía ngoài. Thức dậy thì lại tiếp tục lặn theo cái đường ống, và mình nhìn thấy ở đây có mấy cái bọt bóng khí nhô ra, cho nên là mình mò vào thử xem ở phía trong. Thì ở chỗ này là cái chỗ để chúng ta có thể nghỉ giữa hiệp để tiếp không khí. Nếu mà có những cái này thì mình thường đoán là cái ống khí này nó sẽ rất là sâu, và cái thứ hai là đường ống nó cũng sẽ rất là dài. Và đúng như những gì mình dự đoán, ở chỗ này vừa sâu mà vừa dài nữa, còn có những con cá nóc ở xung quanh. Các bạn cũng không có nên để cho nó tiếp cận đâu, mình đã thử rồi, nó nổ một phát thì mất máu, nó đừng có trách. Và ở cuối đường ống này là một cái thùng container, ở phía trong mình thấy có hai cái bản thiết kế, chưa biết là bản thiết kế gì, có vẻ là một cái bản thiết kế máy dò kim loại và một bộ phận nữa của rồng rọc với một cái chìa khóa của ai đó đã bỏ quên ở dưới này. Mò mò khắp hòn đảo thì ở đây mình thấy có một con gà và một cái máy gì đó mà nó yêu cầu mình có bột thuốc nổ sẵn có trong người này, mình nhét vô luôn thì ồ, hình như có một cái gì đó đang rơi ra, và nó rơi ra một cái khá là xa ở cái hòn đảo đối diện, có cái dù nhảy xuống rồi kìa, không biết là người ta hay là cái gì á. Và đó là một con búp bê cùng với công thức chế tạo pháo hoa và bộ phận cuối cùng của rồng rọc. Đây mới là cái thứ tôi cần, con búp bê để làm gì, lớn già đầu ai chơi búp bê mà nhìn cũng đẹp. Đang lúc tìm đường quay trở lại chỗ để làm cái rồng rọc thì mình nhặt được thêm một cái sợi dây điện nữa và một cái rương ngon lành, ngon lành. Đúng là mỗi khi đi làm nhiệm vụ nên tế bái con linh là chính xác, nó linh vãi cả đạn luôn, mặc dù hơi báo một chút. Và nhờ vào ba cái công thức đó mà mình đã có thể lấy được cái bộ phận cuối cùng, đó là chế tạo thành một cái rồng rọc, một cái công thức chế tạo trụ rồng rọc các bạn ạ. Bây giờ thì cái rồng rọc này chắc là sử dụng như một cái công cụ, và để mình test thử coi là cái công cụ này sử dụng như thế nào. Ở đây mình thấy có một cái sợi dây sử dụng rồng rọc luôn nè. Bây giờ cái rồng rọc này hình như chúng ta phải đeo vào trong hành trang thì mới sử dụng được. Pew! Như thật răng. Ở bên đây mình tìm thấy được một cái chuồng nuôi heo châu Phi. Ơ, à, mấy con heo này trông cũng ác đấy. Bác anh quay lại anh xử tụi bay sao? Và ở chỗ này hình như là một cái phòng y tế với những rất là nhiều những cái thứ nhầy nhầy ghê ghê, giống mấy cái slime mà mấy bạn nữ hay chơi đó. Nhưng mà mình không biết mấy cái slime này thì có chơi được không. Nhưng mà mình thấy nó để chữ là công thức này là để dành để hồi máu. Cái này mà hồi máu này uống vô có nước chắc tự giận chết luôn, với hồi máu quê trời. Đây mình còn nhặt được thêm một cái chìa khóa đầu cà rốt nữa, không biết của bạn nữ nào để lại nè. Nhưng mà thôi, cứ nhặt trước thì chắc là mở được cái gì đó. Và từ vị trí đó thì mình cũng có thể đu dây qua bên một cái nhà được tách biệt hoàn toàn so với những cái nhà còn lại ở trong đảo. Ở trên này thì mình thấy có một cái chỗ hình như là tế bái gì đó mình không biết nữa. Nhưng mà thôi bỏ qua, chúng ta sẽ tới hòn đảo tách biệt đó đi. Suýt tí nữa là té vỡ mồm. Và ở trong cái lều này thì mình nhìn thấy một cái mũ và một cái bộ nhiệm vụ tiếp theo yêu cầu mình có 3 sợi dây điện. Mà tạm thời thì mình chưa có đủ, mình chỉ mới có 2 sợi dây điện thôi, cho nên chúng ta cần phải đi kiếm một sợi dây điện cuối cùng và nhặt cái mũ này để mình đội lên thử xem coi là nó có đẹp hơn trên cái đầu heo của mình hay không. Nhìn cũng khá là chất, nhưng mà hơi tối, để mình ra ngoài sáng cho các bạn xem. Đấy, giống y chang với cái nón của mấy ông mà biểu diễn ảo thuật rồi trời. Và tạm thời thì chưa tìm ra được cái sợi dây điện cuối cùng, cho nên mình quay về nhà và tế bái cái con khác, đó là con khốn nạn, cái con đầu tiên mà đã cắn chết được cái mạng của mình. Sau đó học công thức
mà mình đã học được ở trên đảo. Và dĩ nhiên là hiến tế thì chắc chắn là phải cần một cái vật phẩm nào đó để tế bái. Mình sử dụng con búp bê mà mình nhặt được ở bên kia đảo để cho con khốn nạn nó chơi cho vui, phù hộ cho tao kiếm được sợi dây điện hả mày, nhớ ngang hứa đấy. Và bởi vì ở trên đảo này có gà, con gà duy nhất mà mình từng thấy, cho nên là mình bắt buộc phải bắt nó đem về nuôi thôi. Nhưng mà nó chạy như cái máy vậy, con gà chạy nhanh quá. Gà này chắc gà thành tinh, gà quỷ, gà yêu gì chứ phải gà người. Gà chạy gì chứ ớn cả, bó tay giống cơm luôn. Mình không tài nào mình bắn được nó cả. Và cuối cùng là mình bắn vào cái góc xương rồng. Sau đó là con gà nó đứng lại, nó mổ mổ để giống như kiểu nó khiêu khích mình vậy. Con gà khốn nạn, con gà chết tiệt. Và cũng nhờ từ con gà đó ở ngay phía sau là sợi dây điện mà mình đã có thể có được công thức chế tạo bộ sạc pin. Và đây chắc là vật phẩm cuối cùng ở trên hòn đảo này. Và với cái chìa khóa đầu cà rốt thì mình mở được cái rương này. Ở trong đó có một tờ giấy nhớ và một công thức chế tạo bộ điều khiển động cơ cùng với tọa độ của hòn đảo tiếp theo. Và mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ ở hòn đảo này nhưng mà mình vẫn muốn quay trở lại đây và bắt cho được cái con gà chết tiệt này. Không thể nào để cho nó nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật được. Ăn thóc đi con. Ôm mày về luôn nè. Đâu sao lé lé nhìn mắt dồn 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 nhìn mắt nó kìa. Rồi cái con này mà tôi phải đem về, tôi phải đem về và cho nó đẻ trứng thôi anh em ạ. À, và dĩ nhiên rồi, thay vì em Linh kia đã ra đi không bao giờ quay trở lại, tôi sẽ đặt tên cho nó là Linh Gà đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta có một vật phẩm để đem hiến tế rồi đó. Ngon lành, đem về nhà đẻ trứng rồi. Con Linh này chắc là đẻ sai lắm. Và nhờ em Linh Gà ngày hôm qua phù hộ mà mình dắt cái máy rà sắt lên trên đỉnh cái chỗ cao nhất mà chỗ bắt được em Linh này, thì mình lại dùng cái máy rà sắt rà ra được một cái chỗ mà mình nghĩ là chỗ này sẽ có cái gì đó quý giá. Đó, lấy cái xẻng và chúng ta đào lên thôi. Mình tìm được một cục titanium, một cái kim loại mà mình chưa thấy bao giờ ở trên này có còn nữa không? Hình như hết rồi anh em ạ. À, chỗ này hết rồi. Được cục titanium, quặng mới. Và ở trên đảo này mình còn nhặt được một cái băng cassette nữa. Bảo đảm các bạn sinh năm 2000 không có biết cái này là cái quỷ gì đâu đúng không? Gõ Google đi, đồ cổ đó. Cái này thời cha chú của chúng ta sử dụng. Ai có cái này là sang lắm nha, nhà giàu lắm mới có đó, không phải giỡn đâu. Bây giờ bỏ vô, lên nhạc thử cái. Ôi trời ơi. Và nhờ vào cái quặng titanium lúc trước mà bây giờ mình đã học được ba công thức mới, đó là một cái lưới rác bằng titanium xịn hơn, một cái máy sạc pin, và cái cuối cùng đó là một cái bộ tắc và mở động cơ hơi nước ở dưới tàu. Giờ thì chúng ta có thể lên thuyền và đi tới hòn đảo tiếp theo, Tangaroa. Bởi vì mình đã có công thức chế tạo bộ tắc mở động cơ cho nên mình phải sắp xếp lại phòng chỉ huy một lần nữa. Bây giờ thì bộ tắc mở động cơ sẽ đặt ở ngay cái góc nhọn này. Còn cái máy dò tín hiệu radar thì mình sẽ đặt sát ở bên góc chéo với cái máy đó một chút xíu. Đó, như vậy thì cũng khá là hợp lý và khoa học. Nhìn thì cũng đẹp nữa. Cho nên là thôi, đặt đỡ ở đây đi. Đấy, ngon lành canh đào luôn. Hòn đảo đích đến lần này của chúng ta là một thành phố nổi bằng nhà kính lênh đênh giữa biển. Rất là lớn và cực kỳ là khổng lồ. Nhìn từ xa rất là đồ sộ luôn. Và game cũng rất là chu đáo khi mà để hẳn cái phím mũi tên để chỉ cho chúng ta biết đâu là nơi để các bạn có thể tấp thuyền vào. Tuyệt vời. Này để dành cho mấy thằng bộ đường như tôi nhưng mà. Và bởi vì hòn đảo chúng ta tới lần này là vào ban ngày, cho nên theo nghi thức chúng ta sẽ làm nghi thức tế thuyền bằng một con cá mập. Sau khi chuẩn bị nước uống thức ăn đầy đủ thì tôi nhảy vào trong cánh cửa đang mở của thành phố. Nó đã được ngập bởi nước rồi. Mà phía sau thì con cá mập mới nó lại cắn vào mông tôi. Nhưng mà thôi kệ, lần này tha cho mày. Anh đang đi làm nhiệm vụ, không có thời gian để giỡn mặt. Ở đây tôi mở một cánh cửa khoang cabin và chưa biết ở trong là gì. Nhưng mà ở đây thì cũng không tối như là cái tàu ma lần đầu tiên. Ánh sáng thì leo lắt thôi, nhưng mà cũng đủ nhìn, không đến nỗi nào. Ở phía dưới thì rất là nhiều rác rưởi và dán ở khắp mọi nơi. Ở đây có một cái bảng chỉ đường rất là rõ ràng và chúng ta chỉ việc đi theo cái bảng chỉ đường này thôi. Mình sẽ đi đến từng khu khác nhau để xem là ở đó có những cái nhiệm vụ gì. Ở đây có một cái cầu thang và dẫn xuống tận phía dưới nè, khá là sâu, không biết ở dưới có bao giờ không nữa. Khu đầu tiên mà mình đến là khu cà phê Teria.
Ở đây có một cái cầu thang xoắn màu vàng dẫn xuống phía dưới mà những cái người bị tiền đình thì chắc chắn là không thích rồi. Mình nhìn thấy có con quái vật đó kìa. Có mấy con quái vật này trên tàu nào hình như mình cũng thấy thì phải. Đó là những con chuột đột biến và nó rất là ngu. Nhưng mà ra thì nó không ngu như mình. Khu này thì bàn ghế ngổn ngang, đổ nát tan hoang. Và ở trong này thì cũng khá là tối cho nên mình đeo cái đèn pin vào. Vậy là cái quán cà phê này giặt quần. Nói chung không có quần què gì để nhặt hết trơn. Chả có gì hay ho. Khu tiếp theo mà mình tới là một căn nhà bếp. Và ở đây mình nhặt được một mảnh cầu chì của máy phát điện thì phải. Chả hiểu sao nhà bếp thì lúc nào cũng có đồ. Và bởi vì quái vật xuất hiện liên tục cho nên là mình bị mất máu khá nhiều. Sẵn có cái thuốc hồi máu nè, mình đem mình bôi lên luôn. Thì cái thuốc này là thuốc ngoài xoa thôi các bạn ạ, chứ không phải là trong uống ngoài xoa như mấy thuốc khác nhé. Ok, ấy xoa lên cho da nó mịn màng. Mà mịn màng thì tự tin tăng cao, mà tự tin tăng cao thì lại được hồi máu. Ngon. Và vào trong khu nhà kho thì mình nhặt được thêm một mảnh máy phát điện nữa. Ở chỗ này cũng không có gì khả nghi ngoại trừ một cái thang bị gãy ở phía bên kia và một cái thang thì nó lạnh lặn ở phía bên này. Leo lên trên cái thang lạnh lặn xem sao trên đây có cái gì không. Và mình tìm thấy cái máy phát điện ở chỗ này và đúng chính xác là nó đang thiếu ba cái cầu chì lắp vào. Ở đây còn có cả những cái thùng chứa rất là nhiều nước uống xịn. Ở dưới này thì mình thấy có rất là nhiều cái thùng container và một cái cần cẩu bằng điện. Ở đây không biết là cái nhiệm vụ thì là gì, nhưng mà ở dưới chân của mình á thì mình thấy có một căn phòng và một cánh cửa khóa ở cuối hành lang. Nhiệm vụ của mình có lẽ là phải sắp xếp những cái thùng này lại làm sao đó để có thể mở cửa hai cái căn phòng này và tới đó. Tưởng gì chứ ba cái trò xếp hình này thì mình chơi cũng khá là giỏi, mất đâu tầm 2 ngày ngoài đời là xong thôi mà. Và cái phòng ở ngay dưới chân này của mình thì có rất là nhiều những cái rương, những cái cặp và đồ vung vãi dưới đất. Ở trong đây có chứa rất là nhiều titanium, quặng copper và mấy con ốc cũng như là kính, một cây machete ngon lành còn mới cứng. Còn đường hành lang cuối cùng thì cho mình một cái công thức chế tạo ống nước và một cái bảng ghi chú mới. Ở trong đây thì còn có cả một cánh cửa nằm ở trên cái cầu thang trên cao mà khi mình mở ra thì nước đang đổ ập vào ngập cả căn phòng luôn. Mà mặc dù là có cái cầu thang nhưng mà mình vẫn không đủ sức chống lại sức nước để có thể trèo lên. Ở đây thì hành lang đang dần ngập nước rồi. Mình sợ quá cho nên là bơi ra phía bên ngoài để hy vọng là nước, trước khi nước ngập á, thì mình sẽ bơi ra cái chỗ cao để có thể có oxy. Chứ không mà ngập hết cái hành lang này thì chỉ có quẳng. Và mình chợt nhớ tới là ở phía cái cầu thang bị gãy ở phía ngoài á, thì bây giờ nước dâng lên có lẽ là mình đã trèo lên được. Và đúng như những gì mà mình dự tính thì ở đây chúng ta đã có thể trèo lên được cái cầu thang gãy mà lúc nãy chúng ta không trèo lên được. Ở trong này thì mình thấy có rất là nhiều rác và ở trên đó có một tờ giấy nhớ mới. Như vậy tất cả các khu mình đều đã đi qua, chỉ còn khu cuối cùng đó là khu trồng cây này. Và cũng nhờ vào cái sự thông minh của mình khi nãy mà đổ nước ngập hết chỗ này thì bây giờ điện nó giật tẹt 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 không tài nào mà đi qua được rồi, bo tay. Và nhờ đi lung tung nhảy tới nhảy lui thì cuối cùng mình cũng đã tìm thấy được một vật phẩm mà mình nghĩ là hữu dụng và liên quan tới nhiệm vụ, đó là một cuộn băng keo. Và nhờ vào cuộn băng keo này mà mình có thể sửa lại cái cầu giao điện để nó không có còn rò điện nữa. Nhưng mà có vẻ như là một cái chưa có đủ mà ở đây sẽ phải cần sửa rất là nhiều đây. Mặc dù chưa có sửa hết nhưng mà ở đây mình thấy có một cái cầu thang và mình đi theo. Sau đó nó dẫn mình lên trên thành phố. Ở đây có những cái đường xá rộng rãi và những con robot đi tuần tra xung quanh. Sau khi mình bắn chết nó thì mình nhặt được một cái khay cạc, không biết để mở cửa cái gì. Nhưng mà ở xung quanh thì mình thấy rất là nhiều cửa. Ở đây mình thấy có một cánh cửa rất là lớn và nó để chữ exit, tức là để thoát ra ngoài á. Mình mở thử luôn thì nó hoạt động và sau đó nó bật ra phía ngoài. Chắc là chỗ này để thoát hiểm đây mà. Tạm thời thì mình vẫn chưa cần phải thoát ra khỏi thành phố này cho nên thôi cứ mở xong để đó vậy. Và trước cửa một tòa nhà mình nhìn thấy một cánh cửa với hoa văn rất là kỳ quái và chúng ta sẽ dùng cái cạc mà bắn được từ con robot để vào đây. Ở đây có một cái thang máy và nó dẫn mình lên tầng 8. Chả hiểu sao mấy tầng khác không đi được mà lên hẳn tầng 8, thang máy bị điên. Và ở trên này thì mình cũng chỉ săn được một vài con quái vật có mỗi miếng thịt. Tốn công, bắn mất công, hư mất cái cùng. Cùng với mấy cái đồng xu mà mình cũng chưa biết để làm gì luôn. Ok, có xu nhặt thôi. Cái nào có tôi nhặt hết. Giờ cái gì cứ sáng sáng nhặt hết nè mà. Sau đó tôi đi lục từng căn phòng, từng kệ tủ, từng toilet, từng cái phòng khách các kiểu. Và cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được một nơi. Đó là cái chỗ này để có thể đu rồng rọc qua. Sau khi đu qua thì tôi ở bên này tìm thấy những căn phòng tiếp theo và nó cũng có những cuộn băng keo như thế này. Tính ra là làm cái nhiệm vụ đó thì cũng không có nhất thiết là phải tìm chỉ mỗi phía dưới thôi, mà tìm trên này thì cũng được. Tôi tìm thấy thêm một con quái vật nữa và tôi xuyên nó luôn. Sau khi lượm lặt chán chê đi ngáo 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 ở dưới đường thì tôi tìm thấy những căn nhà như thế này. Không phải căn nhà nào, các bảng của nó cũng đều sáng đèn
mà chỉ có một số bảng sáng đèn thôi. Ở trên đó mỗi cánh cửa thì đều có những con số, và theo tôi nghĩ thì những con số này rất là quan trọng, cho nên tôi note lại để phòng khi lát có gì dùng. Và cái thành phố rộng quá, đi một hồi hết thức ăn và nước uống, cho nên mình phải quay trở lại tàu để bổ sung lương thực và thực phẩm. Thì ở đây mình đang sẵn có công thức chế tạo bộ sạc pin chạy bằng năng lượng sinh học, cho nên là mình chế tạo luôn một cái và đặt nó ở phía dưới sàn tàu. Ở chỗ này thì ở gần mấy cái bồn thì chúng ta có thể dễ dàng nạp nhiên liệu hơn cho nó. Sau khi quay trở lại thành phố thì mình cuối cùng đã nhận ra được cái đồng coin đó có tác dụng gì. Ở đây có những cái máy bán hàng tự động và chúng ta có thể mua những cái vật phẩm trang trí cũng như là những thứ rất là ngon như là cây machete này nè. Đó, các bạn hỏi cần chế, đó, chỉ cần đồng xu là mua được luôn. Cùng với một cái đàn piano mà hiện tại thì mình chưa có đủ coin để mình mua. Nhưng mà mình hứa với các bạn là mình sẽ mua được cái piano này đem về trưng trên tàu cho các bạn đánh đàn cho các bạn coi nha. Và bởi vì mình đang ở tầng không là thành phố, cho nên mình tiếp tục lục ở tầng 6 và tầng 8. Và trên những tầng này cũng có những cái cửa được dán bít bằng băng keo như thế này. Nếu như các bạn không có đem theo dao hay là chế một cái cây dự phòng thì các bạn có thể sử dụng đồng coin mà chúng ta nhặt được để xuống dưới tầng không mua một cái dao lên để chặt mấy cái này nha. Và ở trong này thì mình còn nhặt được một vài cuộn băng keo và những cái két sắt xịn sò như thế này. Ở trong đó thứ quý giá nhất đó là cục titanium. Sau khi có đầy đủ băng keo và quấn sửa hết lại mấy cái vòng của máy phát điện thì cái căn phòng cuối cùng nó cũng đã mở ra và điện thì cũng không còn bị rò rỉ nữa. Ở đây thì mình tìm thấy một công thức máy bơm nước bằng điện. Ok, vậy là hết. Ở đây chỉ còn một khu vực cuối cùng mà mình chưa có đi, đó là khu vực thang máy. Chúng ta đến đó sao nào? Và ở đây cũng có một cái thang máy, và bởi vì mình đang ở tầng hầm, tức là tầng âm 4, cho nên là mình sẽ đi lên tầng không trước để kiểm tra. Chắc là tầng không cũng là thành phố thôi. Mẹ. Và đúng là tầng không là thành phố các bạn ạ. À. Thôi phải mò là tầng 8 thôi, chơi game mà ngu. Và trên tầng 8 này mình tìm thấy một căn phòng đang tổ chức tiệc sinh nhật. Và những bạn nào đang xem video này đang có sinh nhật thì mình chúc mừng sinh nhật các bạn luôn nha. Ok, happy birthday. Rồi, ở xem ở phía ngoài này. Ở phía ngoài này hình như là một khu cà phê. Và mình cũng tìm thấy những cái đồng coin tiếp theo. Như vậy thì nhờ có những đồng coin này là mình đủ tiền mua cái piano rồi. Một lát chúng ta xuống mua sau. Bây giờ tạm thời làm nhiệm vụ trước đã. Và ở trên này thì có một cái rồng rọc để có thể đu dây tới chỗ đối diện. Và ôi trời ơi, sau khi quay lại lần thứ hai thì mình đã lên được căn phòng đó. Và thần kỳ là cái dây này nó lại dẫn mình tới thẳng tòa tháp trung tâm, nơi mà mình đang rất thèm khát để có thể bò tới. Ở đây có một cái thang rất là cao, mình sẽ leo lên đây xem có gì ở trong này. Và ở trong này thì chỉ có rác rưởi ngổn ngang, không có gì quan trọng hết. Nhưng mà thôi, có rác thì tôi nhạt hết, đang thiếu đồ. Ở đây mình tìm thấy một cái thang máy nữa. Đã trên tầng cao nhất rồi mà vẫn còn thang máy thì chắc là nó sẽ dẫn chúng ta đi đến những cái tầng cao hơn. Không biết là mình đang ở tầng 0 hay là tầng 1 nữa, cho nên là mình sẽ lên tầng 2, tầng cao nhất trước. Ở đây mình tìm thấy thêm được một cái bảng hướng dẫn keynote gì đó và một cái công thức chế tạo thùng chứa lớn hơn bằng titanium. Và bởi vì trong note của mình có một dãy chữ số, cho nên là mình nhập cái số đó vào đây. Mẹ nó chứ chả hiểu chuyện gì xảy ra hết. Ở đây hình như vừa xảy ra một vụ nổ hay cái gì đó. Mình thấy đằng kia có chỗ bốc khói đen kìa. Không có bất kỳ một cái sự thay đổi nào ở đây, ngoại trừ cái đỉnh trần nhà thì nó đã biến mất. Bởi vì lúc nãy tầng 1 là tầng mà chúng ta leo đu dây qua, còn tầng 2 thì chúng ta đã khám phá rồi, cho nên mình đi thẳng xuống tầng 0. Ở đây mình nhặt được một số rác và thêm một cái cuộn băng cassette nữa ghi âm về một cuộc nói chuyện nào đó mà với trình độ tiếng Anh của mình thì không thể nào hiểu nổi. Ở dưới này cũng có những cái máy bán hàng tự động. Và dĩ nhiên mục tiêu của mình đã hứa với các bạn ngay từ đầu đó là sẽ dùng số coin mà mình đang có để mua cái đàn piano, một cái đàn piano tuyệt vời. Hy vọng là nó sẽ đánh được. Và coin thì mình còn thừa khá là nhiều, cho nên mình mua thêm một vài bức tranh để mang về trang trí cho cái thuyền thân yêu của mình. Và sau đó mình lấy con thuyền để có thể tới được cái chỗ mà hôm qua mình thấy có bốc khói đen. Thì ở trên này mình thấy là cái đỉnh tàu tháp nó đã rớt xuống biển và trôi nổi lên đên ở đây. Và dĩ nhiên trước khi làm nhiệm vụ mới thì chúng ta làm một cái thủ tục quen thuộc, đó là hiến tế con mập trước rồi đã. Sau khi bơi một vòng trong và hai vòng ngoài thì cuối cùng mình cũng đã tìm thấy một cái thang dẫn lên phía trên. Và ở trong này thì có một cái bàn làm việc và mình tìm thấy một bản thiết kế thùng chứa nước lớn. Ở kế bên đó là một cái tờ giấy nhớ, một cái note, chắc là địa điểm mà tiếp theo chúng ta cần phải đi.
Và mò 3 lần 4 hiệp ở chỗ này thì cũng không còn gì đặc biệt nữa, cho nên là mình trèo ra phía ngoài. Tạm biệt thành phố kính và đi tới địa điểm làm nhiệm vụ tiếp theo. Hy vọng hòn đảo tiếp theo sẽ là một hòn đảo xinh đẹp. Nhưng mà trước đó mình sẽ đánh cho các bạn nghe một bản nhạc piano huyền thoại cái đã. Bebe, và mình chế luôn tất cả những thứ mà mình học được, chỗ nào còn trống thì mình lắp vô hết thôi. Và cái thùng chứa nước này nó có thể chứa được cả những ngụm nước thừa mà các bạn uống khi mà để lại trong chai á. Một chai chúng ta đựng được 5 ngụm đúng không? Chúng ta uống 4 ngụm là đầy nước thì thường chúng ta sẽ còn dư lại một ngụm. Các bạn sẽ đổ đi để có thể múc nước mới nhưng mà không. Bây giờ chúng ta sẽ có thể đổ vô cái thùng này để cho nó chứa nước. Còn cái máy bơm nước thì hiện tại mình chưa có đủ nguyên liệu để chế, sao lại chế sao vậy? Và sau 3 ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy được nơi mà chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Tạm thời chưa biết nó như thế nào, nhưng ở đó có một cái cần trục khổng lồ, cần cẩu ha. Nó cần trục như hơi sai. Mình tiếp cận hòn đảo này bằng cách trèo dạng giáo và leo lên đây. Có vẻ là một công trình đang xây dựng dở dang với những dàn giáo rất là cao, nhưng mà không thấy anh công nhân nào ở đây hết. Biết chỗ này thầy Lộc có làm không nữa, thầy Lộc phụ hồ có làm chỗ này không? Thầy ơi, mình tìm thấy một chiếc xe máy xúc ở chỗ này và nó là một trong những cái điểm để chúng ta có thể nhảy qua cái phần sàn đang xây dựng dở dang ở bên kia. Chỗ này nhảy cũng khá dễ. Trên tầng cao hơn thì cũng chỉ có một vài con chuột thành tinh ở chỗ này thôi, nhưng mà giờ đối với mình thì nó chỉ là thức ăn thôi. Mình tìm thấy một cái cầu thang để có thể leo lên được cái cần cẩu rất là cao mà chúng ta đã thấy ở đầu game. Chỗ này mà ai chóng mặt nhìn xuống cái là lạnh giò luôn, cao khủng khiếp. Và trong cabin của cần cẩu này thì nó yêu cầu mình một cái chìa khóa, và chắc là đây là nhiệm vụ của chúng ta. Tạm thời thì chưa biết cái chìa khóa đó ở đâu, nhưng mà ở đây thì khá là nhỏ cho nên mình buộc phải leo xuống. Và ở trên này thì không còn cái gì nữa hết, khá là nhỏ thôi, cho nên là mình buộc phải lặn xuống biển để tìm coi ở phía dưới còn gì hay không. Và chắc chắn rồi, chúng ta phải hiến tế con mập chứ, hi hi. Và ở dưới này rất là rộng lớn, rộng cực kỳ luôn. Mình thấy có những chỗ có bọt khí bốc bốc lên như thế này, cho nên là mình tại đây hít ra lấy một hơi. Ở dưới này không cần đèn, chúng ta sẽ có những cái cây san hô phát sáng và cả những con sứa phát sáng nữa, rất là đẹp. Oxy thì cũng nhiều ở khắp mọi nơi luôn. Ở hai bên tòa nhà ở giữa thì mình thấy có một cái đường ống rất là khả nghi, cho nên mình bơi xuống để kiểm tra. Và ở chỗ này thì có vài con sứa điện phát sáng đang bịt lại một cái lỗ. Mình thấy có một cái khoảng trống, cho nên là mình cố gắng đâm đầu vào nhưng mà không được. Chỉ bị mấy con sứa điện giật cho phát mất tí máu thôi. Sát thương thì cũng không cao lắm nhưng mà chỗ đó bị bít lại rồi các bạn ạ. Mình tìm thấy một chỗ có sứa điện khác cũng rất gần chỗ đó thôi. Nhưng mà mấy con sứa điện ở chỗ này thì nó lại bơi tránh mình ra và chừa mình một khoảng trống để có thể bơi vào trong cái tòa nhà. Ở trong này có những căn phòng chứa rất là nhiều những con quái vật. Đây, mấy con cá đèn lồng này. Nhìn rất là xấu nhưng mà tốc độ lại rất là nhanh. Mặc dù nó cắn thì không có đau lắm. Mình còn nhặt được cả một cái bóng đèn ở trong này nữa. Mình thì tránh giao tranh với mấy con này, đã săn được vài con rồi, cho nên là mình chạy ra thôi. Nhưng mà cái con khốn nạn này nó vẫn đuổi theo, cho nên buộc lòng là mình phải kill nó. Sắp hết hơi tới nơi rồi. Sau khi nhặt đủ 4 cái bóng đèn thì mình chạy ra đây để sửa cái bóng đèn cao áp. Đang hít lấy một hơi oxy và chuẩn bị vào trong cái lỗ thì con mập chết tiệt nó lại tấn công mình từ phía sau. Cái con này y chang như là Assassin's Creed vậy. Đã thoát ẩn thoát hiện thì chớ, lại còn nhanh nữa chứ, chả hiểu thế nào. Sau khi bơi trở lại đường ống thì mình phát hiện đây là một cái đường ống mà nó nối giữa hai tòa nhà với một cái chữ Z đỏ đánh dấu khá là dễ nhìn. Và ở trong này thì có một căn phòng vẫn còn chưa bị ngập nước, có oxy đầy đủ luôn. Và mình tìm thấy một tờ giấy nhớ ở chỗ này. Căn phòng này không biết là gài 7 con gì nhưng mà 7 gai được đóng ở trên mấy cái tường và ở dưới chân khắp mọi nơi. Rất là nguy hiểm, khi mà các bạn đạp phải thì sẽ bị gây rất là nhiều sát thương. Cho nên mình cẩn thận len lỏi chui qua từng chỗ từng chỗ. Sau khi chui qua căn phòng đầy 7 thì mình tìm thấy một cái công thức chế tạo đèn pin xịn hơn và một cái key note. Kèm theo đó là một cái vật phẩm nhiệm vụ gì đó mà mình cũng chưa biết dùng để làm cái gì cả.
Rồi mình tìm thấy một cái cửa ra, cái cửa này thông tới ngay cái chỗ mà mình vừa mới vào luôn. Nhặt được một cái chìa khóa cho nên là mình nghĩ là nó là cái chìa khóa của các cần cẩu này, cho nên mình leo lên trên đây. Nhặt vào thì là không được, đây không phải là cái chìa khóa của các cần cẩu. Buộc lòng mình phải bơi ngược trở lại xuống phía dưới, bởi vì cái tầng Z ở bên tòa nhà đối diện mình đã qua, cho nên chỉ còn tầng Z của tòa nhà này nữa thôi. Và mình thử tìm thì ở đây có một cánh cửa, và chúng ta dùng cái chìa khóa vừa mới nhặt được của tòa nhà bên kia để mở cửa của tòa nhà bên đây. Định mệnh nghĩ sao mà thằng mang chìa khóa cửa của cái nhà bên kia thì lại chết ở bên kia, trong khi nhà bên đây thì lại khóa cửa. Hay thật, ở trong này cũng có vài con cá đèn lồng khốn nạn thôi. Nhưng mà được cái là ở chỗ này đồ rác khắp nơi, ngổn ngang luôn, đã đời. Nhưng mà con cá mập bự thiệt là bự, nó tông bể cái cửa xong rồi lặng lẽ bơi đi. Nhưng mà mình kệ mẹ nó, ở đây mình có đồ thì mình nhặt thôi, chả quan tâm. Mình nhớ cá mập đầu búa là cái đầu dẹp, còn đầu con này thì chẳng khác nào con tê giác hết, và nó hút cũng y chang con tê giác vậy. Cứ mỗi khi mà mình chạy lại tiếp chỗ oxy thì nó lại hút mình ra xa, sau đó đập bể tường và bơi đi mất. Ở giữa chỗ này có bốn cây trụ, và mình nhìn thấy ở giữa bốn cây trụ này có những cái thùng phi chứa chất nổ, cho nên mình định ôm cái thùng phi này và đặt xuống dưới mấy cây cột để nổ sập chỗ này, đè con cá mập cho nó chết luôn. Nhưng mà không được, con cá mập liên tục hút mình ra xa cho tới khi mình chết. Đến khi mình quay lại thì con cá mập nó đã đục đủ bốn lỗ trên tường, hết lỗ đục rồi, cho nên là nó đục thẳng lên phía trên. Bây giờ tầng dưới này không thấy nó ở đâu cả, cho nên mình buộc lòng phải bơi lên phía trên để chiến đấu với nó. Và sau 7749 lần thì cuối cùng mình cũng đã tìm ra cách để đánh con cá mập này. Đó là mình sẽ nấp ở phía sau những cái cây cột ở trong phòng. Khi hết oxy thì chỉ việc tiếp oxy, rồi lại lừa nó tông vào trong mấy cây cột. Khi mà mấy cây cột này vỡ thì nó sẽ lòi sắt ở phía trong ra, và ở giữa đó các bạn có thể bỏ một cái thùng thuốc nổ vào. Khi con cá mập tông vào thùng thuốc nổ, nó sẽ bị phát nổ và gây sát thương. Và bởi vì con này nó rất là mập cho nên nó cho mình rất là nhiều thịt, và cái đầu của nó nhờ vào con cá mập đục thủng một lỗ mà mình tìm thấy được công thức chế tạo tua bin điện gió và một cái chìa khóa của cần cẩu. Sau đó mình quay trở lại bè và treo xác con cá mập ở ngay trước mũi tàu. Sau này đánh piano ngồi đây nhìn lên nhìn con cá mập đúng là vinh dự luôn, ngon ngon. Sau khi có chìa khóa cần cẩu thì mình đã khởi động được nó, và nó lại thả cả cái thùng nhiên liệu xuống sập luôn cái đảo bên kia luôn. Chả hiểu số nhân vật của mình số phá hoại sao, đi cho tới chỗ nào không nổ thì cũng sập tới đó à. Sau đó mình đu ròng rọc tới tòa nhà đối diện. Chả hiểu sao thằng nào làm cái ròng rọc này, mẹ ngoài đời ai làm công nhân cho tôi đi cái ròng rọc này, trả lương tháng chắc 100 triệu không dám đi, tuột tay cái còn cái nịt. Và ở bên này mình tìm thấy một căn phòng có chứa công thức chế tạo máy phát điện cùng với một tờ giấy nhớ, có lẽ là ghi tọa độ của hòn đảo tiếp theo. Như vậy nhiệm vụ ở chỗ này của chúng ta đã hoàn thành. Sau đó mình bơi ra ngoài làm nghi lễ tế thiên con mập và tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta. Sau nửa tháng dong bè thì mình đã đến được hòn đảo tiếp theo. Hòn đảo này là một hòn đảo mùa đông với tuyết phủ và đóng băng tất cả các cái dịnh. Chúng ta không có chỗ nào để có thể cập bến hết, ngoại trừ neo đậu ở gần mấy cái bãi băng này mà thôi. Sau khi trang bị nhu yếu phẩm, vũ khí và thức ăn nước uống đầy đủ thì mình đã lên trên đảo. Ở chỗ này đường đi rất là trơn, trơn khủng khiếp luôn. Tốc độ di chuyển của nhân vật của bạn sẽ rất là chậm khi đi trên chỗ mặt nước bị đóng băng nha. Cho nên chúng ta sẽ tìm những chỗ có tuyết để mà đi thôi. Ở đây thì mình tìm thấy một cột tháp phát sóng nhưng mà nó bị chìm ở trong băng giá rồi. Có cả một con gấu Bắc Cực. Ủa mà chỗ này làm gì có Bắc Cực? Mình sẽ gọi nó là gấu tuyết. Cách tấn công của con gấu này y chang con gấu nâu, không khác gì. Ai ai game này mấy con gấu tấn công bị như nhau. Cho nên con này thì cũng trở thành thịt xương que thôi. Sau khi tiêu diệt con gấu thì mình lấy được một sợi dây điện ở chỗ tòa tháp này. Cầm cái máy rạ sắt đi mò mò một lúc thì mình nhìn thấy một cái lều. Và ở trong này có một con xe trượt tuyết tuyệt vời luôn. Và nhờ vào con xe trượt tuyết này mà mình có thể di chuyển nhanh hơn trên mặt tuyết để có thể làm nhiệm vụ và tìm kiếm những cái tòa tháp phát sóng tiếp theo để nhặt dây điện. Trên đường đi thì mình cũng tìm thấy một cánh cổng rất là khổng lồ, nhưng mà ở chỗ này thì cánh cửa vào đã bị đóng băng. Mình phải tìm tìm một vật phẩm để rã băng cái cửa khóa ra thì mới có thể vào trong được. Ở trên đỉnh núi cao nhất của hòn đảo này thì mình tìm thấy hai cống khói, y chang như là hai cống khói của một cái nhà máy
sản xuất điện năng lượng hạt nhân ở bên Nhật Bản vậy. Mình tò mò trèo lên ở phía trên xem sao. Thì lên tới chỗ này mình bị mất máu liên tục. Chắc là bị nhiễm phóng xạ rồi. Mình sợ quá và phải buộc lòng quay trở lại. Chạy theo tín hiệu của mấy cái tòa tháp thì ở đây mình tìm thấy rất là nhiều những cái lều tuyết, chắc là nơi nghỉ ngơi của những nhà nghiên cứu ở chỗ này. Và cuối cùng mình cũng biết tác dụng của mấy sợi dây điện, đó là sử dụng nó để nối dây điện của những cái lều tuyết này lại với nhau. Nhưng mà trước khi nối hết dây thì mình phải làm cái thủ tục quen thuộc, đem con mập đi tế thiên cái đã. Và lần này thì mình sử dụng đầu của con cá mập để bỏ vào trong cái thùng làm nhiên liệu sinh học tế thiên, nhưng mà không chừa lại cái gì hết. Sau khi quay trở lại hòn đảo thì mình lại tìm thấy một cái công trình khác, mặc dù là chưa nối dây điện xong cái nhà kia. Ở đây là một cánh cổng rất là lớn và dẫn xuống một cái tầng sâu hơn. Ở dưới này là những căn phòng chứa đầy chất phóng xạ mà nếu nhảy vào thì sẽ bị mất máu, rất là nguy hiểm, cho nên mình không dám vào, chỉ đứng ở ngoài đây và quan sát thêm có cái gì hay không thôi. Muốn nhảy lên cao nhưng mà cũng không được, thèm khát cái rương cho nên mình nhặt rồi chạy vội ra phía ngoài. Đang định quay trở lại cái lều tuyết để có thể nối dây điện thì chỗ này lại sụp xuống một lỗ và mình không tài nào để tìm được cái đường lên, chỉ có duy nhất ở phía sau là một cái hồ nước thôi. Ở chỗ này mà cao quá lên gì được mà lên. Ở dưới này thì cũng chỉ có vài con cá đèn lồng thôi, không có gì nguy hiểm cả. Sau khi bơi khỏi hồ nước thì mình tìm thấy một cái nhà ăn. Ở đây thì mình tìm được một cái tờ giấy nhớ và một tờ giấy vẽ cái hình nào đó, mình cũng không biết nữa, nhưng mà chắc là tác dụng chúng ta sẽ thấy sau. Ở trên đây thì cũng có những cái đồng coin, dự định là ở chỗ này chắc là sẽ có một vài cái máy bán hàng tự động bán những vật phẩm có liên quan tới mấy cái đồng coin này, để dành đi lát mua coi có gì hiếm không. Và sau khi leo lên tầng trên thì mình mới nhận ra đây là một trạm thiên văn học với những cái kính viễn vọng có thể nhìn ra ngoài không gian và quan sát được những chòm sao. Ở trên tường thì có vẽ những cái hình ảnh liên quan tới những chòm sao, như là chòm sao cá mập nè, chòm sao hải âu. Kế bên đó là một tờ giấy nhớ và một cái hình vẽ lung tung. Ở đây có một cái tủ với một cái cửa khóa bằng mật mã, và cách duy nhất mình có thể tìm được mật mã đó là liên quan tới những cái hình vẽ lung tung này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta giải cái câu đố ngôi sao. Mở cái này, mở cái tủ thì mình đã mở rồi đó. Chính xác là ở đây nó sẽ có một cái dãy câu đố. Thì các bạn khi mở phím T lên thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó có hình con chim, hình cái đầu tròn tròn, hình cái móc và hình cái thuyền. Rồi như vậy thì thứ tự sẽ là hình con chim trước, rồi tới cái đầu tròn, cái móc và cái này à. Sau đó chúng ta điểm ngôi sao. Ok, ở đây thì chúng ta có thể thấy được đây hình con chim. Có thể nó hơi khó tưởng tượng một chút nhưng mà các bạn sẽ thấy mỏ chim, hai cái chân. Ok, nói lại, nói chung nó là cái bụi tinh vân ở phía ngoài á, nó là cái bụi tinh vân này nè, các bạn nhìn nó tương ứng với hình con chim là ok. Như vậy thì chúng ta sẽ ở đây có 2, 4 và 5 ngôi sao. Ok, vậy thì số đầu tiên chắc chắn sẽ là số 5. Má cái thằng vẽ, cái thằng làm cái game này xứng đáng đáng chém ngàn đao tru diệt của tộc. Ok, vậy mật mã ở đây nó sẽ là 5, 9, 6 và 4. Sau khi giải xong câu đố ở chỗ đài quan sát thì mình quay trở lại cái căn lều tuyết, và các bạn đã thấy là khi chúng ta nối điện lại thì những căn nhà nó sẽ phát sáng đèn lên. Giờ thì chỉ việc nối cái sợi dây điện cuối cùng tới cái nhà chính này nữa là chúng ta sẽ có thể mở cửa và đi vào bên trong. Sau khi nối sợi dây điện cuối cùng thì mình đã vào được trong căn nhà chính. Ở trong này có những cái cửa sắt, những cái thùng gỗ rất là đẹp, và mình còn quan sát thấy ở chỗ này còn có hai cái máy bán hàng tự động mà nó sẽ sử dụng những cái đồng coin mà chúng ta thu thập được ở trên đường. Trên tầng 2 của cái lều này là một cái bình kho, và mình đã biết được cái bình kho này để làm cái gì rồi. Mình quay trở lại cái cổng mà chúng ta đã tìm thấy ở đầu game và dùng cái bình kho để có thể rã đông cái tủ khóa chứa cái ổ khóa, có thể mở cái cửa vào cái tòa nhà này. Bên trong này có vẻ là một phòng thí nghiệm hay là phòng nguyên liệu gì đấy, nhưng mà nó đã bị hỏng ở ba chỗ và chúng ta cần phải sửa lại nó. Bảng điều khiển đang chớp chớp đáy đỏ kia kìa. Ở cạnh đó là một cái tủ chứa những bộ đồ chống phóng xạ mà mình sẽ phải mặc vào để có thể xuống được những cái khu dưới để sửa lại những cái máy ở phía dưới này. Căn phòng đầu tiên thì nó yêu cầu mình nhập hai chữ số lên trên cái máy tính từ cái bảng lượng tử, nhưng mà mình vẫn chưa biết là cái bảng lượng tử nằm ở chỗ nào ra.
Ở đây có tới 3 cánh cửa và tất cả mọi cánh cửa đều yêu cầu mình nhập một số tương ứng với cái bảng lượng tử như vậy, BM, RB và CL. Và chạy ra chạy vào rất là nhiều lần thì mình mới biết là mấy cái bảng đó nó dán thẳng ở trên tường luôn. Ở đây với số thứ tự đó là CL là 17, PM là 61, còn RB là 34. Sau đó mình đi tới căn phòng số 3, ở chỗ này có một cái máy chiếu tia laser. Và nhiệm vụ của mình thì cũng nói chung không đơn giản lắm, đó là phải sử dụng mấy cái lăng kính này làm sao đó để có thể chiếu cái tia laser và phá hủy cái cửa để có thể đi vào cái tầng tiếp theo. Cửa tầng tiếp theo sau khi bị phá hủy thì nó đã bắt đầu mở ra. Cũng hên là ở bên này thì lại không bị nhiễm phóng xạ. Và mình tìm thấy một cái bộ phận máy cùng với một cái nót gì đó. Cũng chưa biết nữa. Nhưng mà sau khi mở cửa thì chúng ta lại quay trở lại tầng đầu tiên. Và ở chỗ này thì mình đã nhặt được ba bộ phận máy đầy đủ để có thể nhét vào ba cái trụ. Sau đó kéo cái gần gạt và nhặt được một cái chìa khóa. Mẹ nó chứ thằng nào giấu chìa khóa gì mà kỹ dữ à. Mở cái cửa này ra và tới tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo mình tìm thấy một loại quái mới, trông nó như là con gián vậy. Cho nên là mình sẽ đặt tên nó là con gián đột biến ha. Còn đúng hay không thì hên xui các bạn. Trong game này mà. Và cũng như mấy cái con khác thôi, nhìn to vật vậy chứ mấy quái vật trong này cho được đúng miếng thịt, mỗi miếng thịt không hơn. Và nhiệm vụ của mình đó là xoay mấy cái bánh xe này, tổng cộng có 4 bánh xe. Và trong quá trình mình xoay á thì lũ gián nó sẽ sinh sản ra một cách vô hạn đấy, cho nên là chúng ta phải liên tục tiêu diệt gián và nó cứ sinh ra liên tục vậy, khi nào xây xong thôi. Sau khi xây cái bánh xe cuối cùng thì hệ thống lọc không khí hoạt động và ở chỗ này đã không còn bị phóng xạ nữa. Sau đó một cánh cửa rất là lớn được tiếp tục mở ra và mình phải tới cái tầng tiếp theo. Ở đây là một khu đã bị đóng băng, có vẻ là nó đang dẫn mình ra phía ngoài. Căn phòng này thì mình mở khóa được một nhân vật mới và một bản thiết kế về cái lò nung hiện đại hơn. Nhân vật này đang rơi ra từ một cái kén ngủ đông và anh ta nói chung là nói liên thuyền, thằng này nó nói liên tục. Nhân vật này là chắc mình không sử dụng rồi, nó nhiều quá. Và sau khi kiểm tra cái nốt của mình thì cuối cùng chúng ta đã có được cái tọa độ tiếp theo, đó là Utopia. Đây chắc là cái tọa độ gần cuối rồi, bởi vì cuốn sách của mình nó không còn chỗ nào để dán giấy nốt nữa đâu. Bởi vì tiếc cái xe trượt tuyết này quá cho nên là mình phải mở cái sàn bè ra phía sau một chút để làm một cái bãi đáp. Mình muốn thó xe trượt tuyết này đem về trên cái thuyền của mình để làm một cái bộ sưu tập kia. Đâu. Mặc dù chiếc thứ nhất thì xịt nhưng mà chiếc thứ hai thì lại được. Thế bây giờ tôi đã có một chiếc xe trượt tuyết độc nhất vô nhị ở trên thuyền. Làm gì ai có xe này? Để ăn mừng hòn đảo đã được mình giải phóng và nhân vật mới của chúng ta đã ra đời. Cho nên là mình đốt luôn hẳn 10 cây pháo hoa để ăn mừng. Đặt ở trên sàn bè và bắn tung tóe cho nó đã. Và vì chuẩn bị đi sang một hòn đảo mới và rất là sợ là sẽ không làm được nhiệm vụ, cho nên là ngoại trừ con Linh ra thì mình có đặt thêm một cái tượng cổ ở gần chỗ của con Linh nữa, làm luôn nguyên cái bàn già tiên ở chỗ này để có thể hiến tế cho nó dễ. Và đây là hình ảnh đầu tiên về hòn đảo cuối cùng của chúng ta, Utopia. Trông nó giống như là những tòa nhà chọc trời của thế hệ cũ được một thế hệ mới xây dựng lên tiếp tục bằng những cái ngôi nhà sàn ở xung quanh vậy. Và chắc chắn rồi, làm sao mà em mập có thể thoát khỏi cái nghi thức tế thiên của tôi được. Thế. Và thật là may mắn khi mà vừa lên trên đảo thì mình đã tìm thấy một cánh cửa bị khóa trái đầu tiên, không có vô được. Và bãi đất trống tiếp theo thì mình tìm thấy cái này. Mình cũng không biết là cái gì nữa, nhưng mà nó là một chuỗi những cái ống nước bánh xe mà chúng ta có thể xoay được. Theo mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải làm cách nào đó để khởi động máy bơm và cho nước chạy qua cái bánh xe này để có thể tới một cái vật phẩm chứa nước hay là cái gì đó để chúng ta làm cái nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng mà tạm thời thì chưa có khởi động được máy bơm mà, cho nên là chưa biết nước nó chảy sao hết. Mình chỉ xoay xoay thử cho vui thôi. Và cuối cùng mình cũng đã tìm ra được cái chỗ của cái máy phát điện. Vậy là từ chỗ này mình sẽ phải tìm những sợi dây điện để có thể nối từ cái máy phát điện kia lên trên cái tòa nhà trên cao đó để có thể truyền sợi dây điện qua bên máy bơm thì máy bơm mới hoạt động được. Ha, chủ nhiệm vụ này dự định là sẽ khó khăn đây, bởi vì chỗ này rất là rộng mà dây điện ở chỗ nào thì mình vẫn chưa có thấy nữa.
Và sau khi mình nối dây điện vào trong máy bơm thì cuối cùng nước cũng đã về với buôn làng. Giờ là nhiệm vụ giải đố tiếp theo. Làm thế nào để có thể nối những cái đường ống nước này để từ đầu A mà nó có thể chảy sang đầu B? Đó, chỉ do đơn giản như vậy thôi. Nhiệm vụ của các bạn là xoay xoay mấy cái dòng này. Nó sẽ có 3 dòng, dòng ngoài, dòng trong và cái dòng ngắn hơn ở giữa. Và càng vào trong thì nó lại càng ít ống nước, cho nên nó sẽ là càng khó khăn hơn nữa. Đoạn này mình giải đố mất 3 ngày. Ôi trời ơi. Và sau đó thì mình nhặt được một cái bản đồ nhỏ. Với cái bản đồ này thì nó sẽ cho mình đánh dấu của những cái ụ đất. Nhiệm vụ của mình bây giờ là sử dụng xẻng. Nói chung thì các bạn ở chỗ này không có cần phải chế xẻng, bởi vì xẻng nó sẽ nằm rải rác ở xung quanh mấy cái ụ đất này. Các bạn sẽ cần xẻng để đào chính xác mấy cái ụ đất. Bởi vì có bản đồ nhỏ rồi cho nên các bạn đối chiếu so sánh mà chúng ta sẽ đào lên được mấy cái nốt này. Chúng ta sẽ cần 3 nốt để có thể làm được cái nhiệm vụ và hoàn thành tòa nhà này để tới cái tòa nhà tiếp theo. Và cuối cùng thì mình đã có được chìa khóa 2 cái sau khi giải đố để có thể mở cửa cái tòa nhà bị khóa này. Bên ngoài thì đổ nát hoang sơ, còn bên trong thì hiện đại kinh khủng luôn. Nghĩ sao, cửa trước cửa tre, còn trong này thì đi thang máy, ảo thật đấy. Và vừa ra cửa thang máy, đối diện với mình là một cái khu rất là cao. Ở đây được chằng chéo bằng những cái dây bảo hiểm và những cái rồng rọc lên xuống như thế này. Ở cái rồng rọc đó thì mình thấy có đánh một cái dấu ít. Chắc là nhiệm vụ của mình là phải tìm một cái vật phẩm gì đó bỏ lên trên cái rồng rọc và kéo nó sang tích bên kia. Và trước khi qua được bên kia thì chúng ta phải vượt qua những cái bẫy như thế này. Và chỉ cần quẹt nhẹ một cái thôi thì nó có thể hất các bạn bay xuống phía dưới. Cho nên đoạn này mình mất tới gần một tuần lễ mới có thể vượt qua được. Nhìn thì rất là dễ dàng nhưng mà thật sự rất là khó. Nhưng mà yên tâm, một lát mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái trick để chúng ta có thể vượt qua chỗ này. Tưởng gì chứ chơi bắt cua thì tôi dở, chứ còn cheat game thì tôi giỏi lắm. Được rồi, đây là phần trích lõi. Ở chỗ này nếu các bạn bắt cua qua không được, rất là khó luôn, mình thật là khó kinh khủng. Thì các bạn chạy lại chỗ cái thùng có cái đầu treo như thế này. Sau đó hãy nhìn lên cái tay cầm phía trên, nhảy lên và kéo nó một cái. Như vậy là bây giờ các bạn đã có một cái thang máy tự động từ từ kéo các bạn lên mà không cần phải nhảy qua mấy cái chỗ bắt cua khốn nạn đó. Thấy chưa, đơn giản không? Đơn giản chứ nhiều người bảo đảm các bạn là không tìm ra đâu. Ok, và chúng ta đã có thể vượt qua chỗ này một cách dễ dàng. Mẹ, chưa tới 5 giây mình còn tìm được một cái búa ở đây nữa chứ. Ở trong này có một cái thang máy nhưng mà bị hỏng mất bộ phận rồi và cần phải kiếm cái bộ phận để có thể sửa lại cái thang máy này thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Đây chắc là câu đố tiếp theo đây. Và sau khi các bạn quay trở lại cái chỗ đầu của chỗ nhảy bắt cua thì chúng ta sẽ tới đây để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là vận chuyển cái bánh răng như thế nào đó để đem lên được tầng thứ hai của cái khu này. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã giải câu đố xong, câu đố này thì nó là câu đố liên quan tới trọng lượng cân bằng. Cái này các bạn có thể tra Google chứ mình cũng không hướng dẫn được, bởi vì thật sự là nói là nó rất là rườm rà và rất là khó để có thể giải thích bằng lời. Nó là câu đố toán học cũng không khó lắm, các bạn có thể tự giải được. Nhưng mà hãy nhớ cái đoạn này, khi mà chúng ta mang cái bánh răng đi á, hãy nhớ thường xuyên kiểm tra, bởi vì khi mà các bạn mang bánh răng này các bạn không thể nhảy được, chỉ có thể đi bộ thôi, nó rất là nặng. Cho nên là một khi mà các bạn trượt chân và té xuống bất kỳ một chướng ngại vật nào thì cái bánh răng này nó sẽ biến mất và các bạn có sẽ bị chết nha, chú ý. Và các bạn nhớ cái chỗ mà để cái tay cầm ở chỗ có cái đầu tiên mà chúng ta bắt cua qua, hãy để cái bánh răng vào đó và kéo cái khay vào đây, sau đó vào trong thang máy và lắp bánh răng vào, sửa thang máy là chúng ta đã có thể đi lên tầng tiếp theo rồi đó. Và tầng tiếp theo các bạn sẽ gặp một cái thằng rất là khốn nạn, nó có tên là Olaf và nó sẽ liên tục ném bom lửa vào các bạn. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần là ném mấy cái chỗ bom lửa này ra và sử dụng mấy cái cục sáng sáng này để xếp thành một cái chồng cao, leo lên tới chỗ của nó là được. Ví dụ này thì khá là đơn giản, không có gì khó hết. Sau khi mà bạn đuổi theo cái thằng Olaf đó thì nó sẽ đưa các bạn tới một cái đấu trường tiếp theo. Trong đấu trường này cũng có những cái cột sáng sáng và rất là nhiều linh cẩu. Nhiệm vụ của các bạn cũng giống như cũ, nhưng mà lần này thì bạn phải chiến đấu với rất là nhiều những con linh cẩu. Mấy con linh cẩu này nó sẽ cắn và tha các bạn đi xa và mất rất là nhiều máu, mất máu cực kỳ kinh khủng luôn. Đó, các bạn sẽ phải xây ở cái chỗ này để leo lên thằng Olaf. Công thức sẽ là 1-3-5 nha. Tức là các bạn phải xếp 3 hàng thùng. Trong đó hàng thùng cao nhất là 5 thùng, hàng thùng kế bên là 3 thùng và thấp nhất là 1 thùng để các bạn có thể nhảy lên chỗ của Olaf. Ở chỗ này thì rất là dễ thôi, mình chết đâu có mười mấy lần à, không nhiều. Các bạn chơi thử đi rồi biết nha. Đó, cái thằng Olaf lên trên này, khốn nạn đó. Và trích lõi ở đây là các bạn nên chế tạo cho mình đem theo khoảng 5
tới 7 cột thuốc hồi máu, và mỗi khi mà các bạn mất máu á thì hãy nhảy lên cái chỗ cao hơn để hồi máu rồi xoay xuống chiến đấu tiếp. Có một điều cần lưu ý đó là linh cẩu sẽ sinh ra vô hạn theo thời gian, cho nên nếu như các bạn không làm nhanh thì các bạn sẽ chết ở chỗ này rất 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 là nhiều lần. Cho nên nhớ, ở chỗ này là khuyến khích chạy chạy thật là nhanh chứ không có đi bộ hút râu nha. Đi bộ hút râu là chết đó. Sau khi bạn leo tới chỗ ô lớp thì nó lại tiếp tục bỏ chạy đi, và nó sẽ dẫn các bạn tới một cái đấu trường khác, một cái đấu trường rất là lớn, và ở đây có một con linh cẩu khổng lồ đang đứng gần cái thằng ô lớp. Con linh cẩu này nó có tên là Alpha và nó là con boss cuối cùng của game, rất là khó chơi, cho nên mình phải save lại rồi lên YouTube xem video clip mà người ta đánh nó như thế nào đã. Được rồi, sau khi xem video clip hướng dẫn thì mình cũng đã tìm hiểu được cái cách đánh con Alpha này. Cơ chế của con Alpha sẽ là như sau: khi các bạn gây sát thương lên nó sẽ để lại một vũng độc ở trên đất, cho nên khi các bạn đánh nó hãy cố gắng đi ở phía rìa, ngoài rìa của đấu trường á, để tạo cái khoảng trống cho các bạn né chiêu khi mà nó được ăn một miếng thịt của thằng ô lớp. Mỗi khi thằng ô lớp ném xuống thì con linh cẩu này nó sẽ có ba cái kỹ năng khác nhau. Thứ nhất là chạy tông tới như thế này, còn phi thứ hai đó là nó sẽ ăn thịt của ô lớp, nhảy xuống và nó lại nhảy vào các bạn. Mỗi một pha nhảy thì nó sẽ để lại độc rất là lớn ở trên đất, cho nên các bạn phải chạy thật là nhanh để né khỏi những cái độc này nha, chú ý. Còn cái thứ ba thì nó rất là dễ, đó là nó sẽ ném đá vào các bạn, và mỗi một cục đá thì cũng để lại một cái đường độc. Cái đó thì dễ né cho nên mình cũng không cần làm, khá là dễ. Cái đó thì dễ né lắm, nó còn dễ né hơn cái chiêu tông này nữa nè. Cái tông này còn khó né nha, tông này bạn phải bỏ chạy nè. Đấy. Sau khi tiêu diệt linh cẩu Alpha thì các bạn sẽ nhận được cái đầu của nó và một mớ thịt. Mà thôi, mấy cái thịt này sau này cũng chẳng cần nói, thịt chả quan trọng gì. Sau đó thằng Olaf sẽ chạy đi. Olaf chứ không phải Olaf, quên, Olaf là tướng trong Liên minh huyền thoại, nhầm mất. Và giờ thì thằng này nó vô hại rồi. Khi mà các bạn đuổi theo nó thì nó sẽ bị ngã xuống cầu thang. Yên tâm, nó ngã chứ nó không chết đâu. Nó bị dướng lại ở chỗ này. Và ở trên cổ của nó thì đeo cái chìa khóa để các bạn mở cái tòa nhà lớn nhất mà chúng ta tìm thấy ở đầu game nhưng mà vẫn chưa biết cách để vào đó. Thì bây giờ chúng ta đã có chìa khóa rồi. Ở đây mình còn tìm thấy một cái công thức chế tạo vũ khí bằng titanium xịn hơn gấp mấy lần cái vũ khí bằng sắt này. Giờ thì chúng ta quay trở lại và mở cửa tòa nhà này thôi. When the ocean itself broke civilization, the survivors were left with nothing. Yet they persisted. The forward scouts rose up from the wreckage, defied our flooded world, and brought back hope. Now Utopia stands free once again thanks to their actions. With this final chance, we can begin this slow and difficult road to recovery. From today on, we are all forward scouts, ready to discover the next step for humanity.